Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 26. Khoảnh khắc đó, toàn trường như chết lặng. Dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Bao gồm cả Bách Hiểu Sinh, tất cả mọi người đều kinh hãi cúi đầu. Đế chủ Thanh Long, Bách Dặm Nhất Kiếm, Bá Đao. Tiền Vạn Sát, Bạch Mi Đạo Nhân, Trần Nhất Chỉ, Phương Vạn Địch. Và, Kiếm Chủ Kinh Thiên. Ôi chúa ơi! Vô số võ giả như ngừng thở, điên cuồng gào thét. Con mẹ nó chứ! Thực lực của những người này là không thể nghi ngờ, tuyệt đối vượt qua cảnh giới võ thần sơ kỳ. Tám nhân vật lớn trên cảnh giới võ thần sơ kỳ ra tay. Còn có lão nhân chưa chết từ hơn 1.000 năm trước. Khoảnh khắc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Bắc Phong hiện lên một tia đồng tình. Ồ, cũng ở giây phút đó, mọi người đều sững sờ. Họ không nhìn thấy vẻ sợ hãi nào trên khuôn mặt của vị thần chết này. Chỉ có sự thờ ơ vô tận. Hắn không sợ sao? Ai đó đang suy nghĩ. Lập tức, thanh âm của Long Đế vang vọng trong đầu Diệp Bắc Minh, ha ha ha, đại bổ, những lão già này đều là thứ đồ khá bổ đó. Diệp Bắc Minh, tôi muốn máu của những người này, muốn máu tươi của chúng. Cái này tốt hơn nhiều so với những võ thần bình thường kia. Trong sự im lặng kỳ dị, Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng hỏi, tôi chỉ muốn biết, tinh hồn xa, nhà họ Ngô các người đã chuẩn bị sẵn chưa? Cái gì? Vô số người ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Hắn điên rồi sao? Ngô Trác Viễn sững sờ nhìn Diệp Bắc Minh, thằng nhóc. Mày! Ông ta có chút bối rối. Thằng nhóc này không hiểu tình hình hiện tại sao? Một giây sau, Diệp Bắc Minh hét lên một tiếng, tôi hỏi ông, tinh hồn xa mà nhà họ Ngô các người hứa với tôi, đã chuẩn bị xong chưa? Ngô Trác Viễn giật mình và gật đầu theo bản năng, chuẩn bị xong rồi. Diệp Bắc Minh cười nói, không tệ, tôi sẽ giết ông cuối cùng. Mày nói cái gì? Ngô Trác Viễn hoàn toàn chết lặng. Đột nhiên, Bách Dặm Nhất Kiếm của Cuồng Kiếm Môn hét lên một tiếng, Diệp Bắc Phong, nói cho tao biết tất cả bí mật của mày và giao ra thanh kiếm thần của phần Thiên Tông ra đây. Sau đó, quỳ xuống chịu chết. Chỉ cần mày ngoan ngoãn, bọn tao sẽ cho mày một cái chết thống khoái. Khí tức của sự giận dữ và bạo ngược đập thẳng vào mặt Diệp Bắc Minh. Vô số võ giả kinh hãi lui về phía sau. Chết! Diệp Bắc Minh phun ra một chữ, kiếm Đoạn Long đột nhiên xuất hiện trong tay. Một kiếm chém ra năng lượng đỏ như máu, bay về phía Bách Dặm Nhất Kiếm. Chết tiệt! Những người có mặt đã hoàn toàn kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Điều này thật là quá điên rồ. Trước mặt tám nhân vật đáng sợ kia, Diệp Bắc Minh lại dám chủ động xuất thủ. Muốn chết! Bách Dặm Nhất Kiếm hét lên dữ dội, rút thanh kiếm khổng lồ sau lưng ra không chút do dự. Tại vị trí lưới kiếm của thanh kiếm khổng lồ, có một hạt ma thú tinh hạch màu cam. Đây là tinh hạch của ma thú cấp 8. Giá trị liên thành. Năng lượng kiếm dữ dội trào ra. Từ năng lượng kiếm của ông ta, một vệt màu đen phun ra. Sức mạnh của thanh kiếm này đáng sợ đến cực điểm. Mãng xà màu đen đều do năng lượng ngưng tụ ra, cực kỳ cuồng bạo. Diệp Bắc Minh đã trực tiếp sử dụng Long Đế Quyết. Bước vào trạng thái điên cuồng. Đối mặt với tám vị võ thần, anh không muốn lãng phí một giọt chân nguyên nào. Trong khoảng khắc, một linh hồn tà ác khổng lồ thoát ra khỏi cơ thể Diệp Bắc Minh, thương hội nhà họ Ngô bỗng chìm trong bóng tối. Bầu trời từ từ chuyển sang màu đỏ sẫm. Giống như bị ngâm trong máu vậy. Growl. Một tiếng rồng ngâm. Con rồng màu đỏ như máu lao nhanh ra khỏi kiếm Đoạn Long. Khoảnh khắc con chăn đen chạm vào con rồng, lập tức gục xuống. Con người của Bách Dặm Nhất Kiếm co rụt lại, trên khuôn mặt già nua tràn đầy tham lam, ha ha ha, thằng nhóc, kiếm này của mày quả nhiên lợi hại. Ông đây muốn nó, quỳ xuống, giơ hai tay lên. Kiêu ngạo ngập trời. Ánh mắt Diệp Bắc Minh cực kỳ lạnh lùng, ông thèm muốn kiếm Đoạn Long. Muốn chết. Bách Dặm Nhất Kiếm khinh thường cười, danh con, vừa rồi mày đã tung ra chiêu kiếm đáng sợ nhất rồi đúng không? Cổ thực có chút kinh người, nhưng cũng không thể giết chết tao được. Lời vừa dứt, Bách Dặm Nhất Kiếm dậm chân. Ầm ầm, gạch lát nền trong sân nổ tung, để lộ một hố sâu. Vút, Bách Dặm Nhất Kiếm phi nước đại về phía trước, hai tay giơ cự kiếm lên, chém vào đầu Diệp Bắc Minh. Khoảng cách giữa hai người họ ngay lập tức được rút ngắn xuống còn 10 mét.
hạnh phúc đến quá đột ngột rồi. Bách giám nhất kiếm cư nhiên chủ động tiếp cận trong phạm vi 10 mét. Lẽ nào ông ta không biết, sức tấn công của kiếm đoạn long là số 1 hay sao? Diệp Bắc Minh không chút do dự chém ra một kiếm. Thương long kình, long đế quyết, đồ long trảm. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất nổ tung, khói bụi bay tứ tung, che khuất tầm nhìn của mọi người. Diệp Bắc Minh và Bách Giám Nhất Kiếm hoàn toàn bị khói bụi bao phủ. Tất cả mọi thứ kết thúc thật đột ngột. Đây là kết thúc rồi sao? Phí lời, Bách Giám Nhất Kiếm giết người, chưa bao giờ dùng đến chiêu thứ hai. Diệp Bắc Phong cuối cùng cũng phải chết. Truyền thuyết đã kết thúc. Vô số người bàn tán xì xào, cảm thấy quá nhanh. Nhưng nghĩ lại, nó lại rất hợp lý. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, chờ đã, thần chết vẫn chưa chết. Cái gì? Mọi người ngước đầu lên nhìn. Khi làn khói tan đi, tất cả mọi người đều ở nguyên tại chỗ, hoàn toàn hóa đá. Diệp Bắc Minh đứng đó, hoàn toàn nguyên vẹn. Bách Giám Nhất Kiếm, biến mất rồi. Chỉ có một cái hố sâu đầy máu trên mặt đất trước mặt Diệp Bắc Minh. Thanh cự kiếm có tinh hạch của ma thú cấp 8 bị chém gãy làm đôi. Chỉ có giọng run run của Bách Hiểu Sinh vang lên, gia tộc Bách Hiểu Sinh ghi chép, Bách Giám Nhất Kiếm, đứng thứ 996 trên lịch sử bảng xếp hạng Côn Luân. Không địch nổi sát thần Diệp Bắc Phong, bại trận, kiếm hủy người chết. Toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Soạt, ánh mắt của tất cả mọi người dán chặt vào Diệp Bắc Minh. Kể cả 7 nhân vật lớn trên bảng xếp hạng Côn Luân còn lại cũng giật lông mày, không dám tin nói, Bách Giám Nhất Kiếm thua rồi. Sao lại như vậy được? Ánh mắt đế chủ Thanh Long nghiêm trọng, là kiếm đoạn long đó, lực sát thương của thanh kiếm đó quá khủng bố. Bách Giám Nhất Kiếm quá tự đại, lật thuyền trong mương. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều võ giả nhìn chằm chằm kiếm đoạn long trong tay Diệp Bắc Minh. Thanh kiếm này tên là đoạn long. Cái tên thật bá đạo. Thanh kiếm này có thể giết được cường giả trên bảng xếp hạng Côn Luân sao? Chẳng lẽ thực sự là một thần khí? Doạt! Trong khi mọi người bàn tán, đột nhiên một đường kiếm khí hình rồng chém về phía đế chủ Thanh Long. Không hề báo trước. Dứt khoát nhanh gọn. Đế chủ Thanh Long kinh sợ hoảng hốt, khóe mắt giật mạnh, quát nói, Diệp Bắc Phong, mày dám ra tay với bản đế chủ. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, đế quốc Thanh Long đã bị tiêu diệt, đế chủ Thanh Long như ông còn sống để làm gì? Chết đi cho tôi! Tất cả võ giả kinh hãi nhìn qua. Sát thần Diệp Bắc Phong lại dám chủ động ra tay. Đế chủ Thanh Long tức đến bật cười, trong đôi mắt già nua là cơn lửa giận vô tận, ha ha ha, được, được, được lắm. Diệp Bắc Phong, đợi sau khi bản đế chủ giết mày, từ Côn Luân hư đến giới phàm tục. Chỉ cần người có họ Diệp. Bản đế chủ sẽ giết toàn bộ. Bản đế chủ muốn giết đến mức trên đời không còn ai dám mang họ Diệp. Suýt. Các võ giả trong thương hội nhà họ Ngô run lên bần bật. Tê dại ra đầu. Khẩu khí thật lớn. Đế chủ Thanh Long thực sự có năng lực này. Bọn họ đều mặc niệm cho họ Diệp. Diệp Bắc Minh chẳng thèm tiếp lời, trực tiếp thương long kình bùng phát đồ long trảm. Chém ra đường kiếm mạnh gấp 10. Một đường kiếm. Gần như đã rút hết 1/3 chân nguyên trong cơ thể anh. Lúc này, Diệp Bắc Minh giống như sát thần giá lâm, khí thế tăng đến tuyệt đỉnh. Đột nhiên, đôi mắt kiếm chủ kinh thiên chừng mở to, quát lớn một tiếng, đế chủ Thanh Long cẩn thận, ông không đỡ được đường kiếm này đâu. Đế chủ Thanh Long cất giọng tự tin, không thể nào. Tôi không phải là Bách Giám Nhất Kiếm, không thể nào lật thuyền trong mương. Lão ta vừa nói xong câu này. Hu hu hu, trong không khí vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Kiếm khí màu máu hóa thành hình rồng, hung tàn lao về phía đế chủ Thanh Long. Việc này, đế chủ Thanh Long cảm thấy không đúng, một luồng ý lạnh trào lên trong lòng. Khoảnh khắc kiếm khí hình rồng đó bùng phát ra, lại khiến lão ta cảm nhận được cái chết. Vãi, làm sao có thể, sao lại như thế này? Với tu vi của bản đế chủ, tuyệt đối không chặn được đường kiếm này. Không thể nào. Tên nhóc này dựa vào cái gì? Đế chủ Thanh Long gào thét trong lòng. Trong lúc sống chết, không chấp nhận nổi thì thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chạy. Trong đầu của đế chủ Thanh Long vụt lên ý nghĩ này, quay người muốn tránh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện.
hai chân của lão ta giống bị cố định lại, không thể di chuyển một phân nào. Kiếm khí của Diệp Bắc Minh đã khóa chặt lão ta. Xong rồi. Trong đầu đế chủ Thanh Long vụt lên ý nghĩ này. Ầm, kiếm khí giáng xuống, giống như tiếng sét đánh vang lên, giọng của đế chủ Thanh Long bỗng im bặt. Liền sau đó, cả thế giới yên tĩnh. Một đường kiếm, diệt vạn vật. Mười mấy giây sau, Bách Hiểu Sinh nuốt nước miếng, đế chủ Thanh Long Tô Càn, đứng thứ 981 trong lịch sử bảng xếp hạng Côn Luân, không địch nổi Diệp Bắc Phong. Khó khăn nhả ra một chữ cuối cùng, thua trận. Suýt. Mọi người chỉ cảm thấy tim đập chậm nửa nhịp. Giống như nằm mơ. Hai người Bách Giám Nhất Kiếm và đế chủ Thanh Long đều không đỡ được một đường kiếm của sát thần Diệp Bắc Phong. Cũng quá khủng bố rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của sát thần Diệp Bắc Phong vào trong đầu. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, chỉ vào đám người kiếm chủ kinh thiên, người tiếp theo. Vãi mẹ kiếp, mày muốn lên trời hả? Có người không nhịn được hét lớn một tiếng, ánh mắt của mọi người đều dồn qua. Thanh niên này nhanh chóng ôm miệng. Lúc này, trong lòng mọi người cũng chỉ có một suy nghĩ. Mày muốn lên trời hả? Ba chữ ngắn ngủi khiến thời gian ở thương hội nhà họ Ngô như dừng lại. Giọng của Diệp Bắc Minh giống như lá bùa đòi mạng của tử thần. Người tiếp theo. Trong lòng mọi người cùng nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Người nào ra tay tiếp theo, thì người đó chết chắc. Khuôn mặt của Bách Hiểu Sinh đỏ bừng, vừa ghi chép vừa lớn tiếng hô, sát thần Diệp Bắc Phong một đấu một với 8 võ thần, đã chém hai người trong đó. 6 võ thần còn lại, không ai dám đáp lời. Hỗn xược. Bỗng nhiên, một ông lão luộm thuộm quát một tiếng, Bách Hiểu Sinh, cậu dám viết như vậy, bá đao tôi giết cậu đầu tiên. Ông ta trực tiếp rút trường đao, sắc mặt dữ tợn, viết cho tôi, bá đao chém Diệp Bắc Phong, từ nay thế giới không còn sát thần. Vừa dứt lời. Bá đao vừa chém đao ra, khí thế như cầu vồng. Điên cuồng giết về phía Diệp Bắc Minh, nhóc con, đế chủ Thanh Long và Bách Giảm Nhất Kiếm đã đánh giá thấp mày, bá đao tao thì không. Côn Luân hư này, có bá đao tao tức là có ông trời. Đao khí khủng bố tấn công đến, sóng khí cường mạnh khiến cả kình phong trong hương hội nhà họ Ngô kêu gào thét. Những người đứng xem gần đó đều đau rát bên má, không ngừng lùi lại. Diệp Bắc Minh nhả ra một chữ, giết. Sấm sét ầm ầm, một đường kiếm khí màu máu nghiền áp đến. Liền sau đó, đao khí của bá đao lập tức tan vỡ, tiêu tan tại chỗ. Kiếm khí màu máu giáng xuống, khóa chặt bá đao. Tất cả xảy ra quá nhanh. Trong tích tắc, bá đao cảm nhận được một luồng ý chết chóc băng lạnh, cuối cùng mình cũng biết tại sao đế chủ Thanh Long và Bách Giảm Nhất Kiếm lại thua rồi. Đó là kiếm ý thật khủng bố. Làm sao có thể, tên nhóc này làm sao có thể lĩnh ngộ được kiếm ý vô thượng. Bá đao há to cái miệng muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh. Ông ta muốn bỏ chạy. Cơ thể cứng đờ, giống như bị thi triển định thân chú. Không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí giáng xuống. Đó là uy lực của Long Đế Quyết, có thể khiến các võ giả khác run sợ, cơ thể không thể phản kháng. Kiếm chủ kinh thiên quát lớn một tiếng, bá đao, ông đang làm gì thế hả? Mau tránh đi. Bá đao vẫn đứng im. Thấy kiếm khí sắp rơi xuống. Đáng chết. Trong tích tắc, kiếm chủ kinh thiên bước ra một bước, tóm lấy bả vai của bá đao. Xoạt. Nhanh chóng né tránh. Phụt. Nhưng vẫn muộn một bước, một cánh tay của bá đao bị chém đứt, hóa thành xương máu. A. Bá đao kêu thảm. Chán toát mồ hôi hột to như hạt đậu, tay của tôi, tay của tôi. Kiếm chủ kinh thiên cau mày, lạnh giọng quát, bá đao, tôi đã nhắc nhở ông rồi. Tại sao ông còn muốn tự ra tay? Kẻ này rất quỷ dị, tuy tu vi của hắn mới chỉ là võ tôn trung kỳ, nhưng có thể đột nhiên bùng phát ra sức mạnh đủ để giết võ thần. Hắn đang giả làm heo ăn thịt hổ. Kiếm chủ kinh thiên vừa nhìn là nhận ra bản chất. Bá đao bình tĩnh lại, trong đôi mắt đầy tia máu. Nhìn Diệp Bắc Minh giống như nhìn người chết, xúc sinh. Mối thù mất một cánh tay, tao sẽ đòi mày trả lại gấp trăm lần. Kiếm chủ kinh thiên trực tiếp lên tiếng, đừng phí lời với hắn, cùng ra tay giết kẻ này đi. Ông ta trực tiếp ra tay, lấy ra một thanh bảo kiếm từ trong chiếc nhẫn chữ vật, chém về phía Diệp Bắc Minh. Giết! Tốc độ của tiền vạn sát rất nhanh, giống như một con vượn,
tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ máu xông đến. Bạch Mi đạo nhân khẽ quát một tiếng, phối hợp với kiếm chủ kinh thiên giết Diệp Bắc Phong. Trần Nhất Chỉ giơ tay, từ đầu ngón tay bắn ra một đường khí kình khủng bố. Còn khủng bố hơn đạn xuyên thép bay về phía Diệp Bắc Minh. Phương Vạn Địch dậm chân, nhảy vụt lên cao, lấy ra chùy phá thiên tử trong chiếc nhẫn chữ vật, đập về đầu của Diệp Bắc Minh. Xúc sinh, sáu võ thần bọn tao cùng ra tay, xem mày chết thế nào. Bá Đao gào lên một tiếng. Tay phải của ông ta bị phế, bây giờ chỉ có thể dùng tay trái cầm đao xông đến. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của mọi người co lại. Ngô Khinh Diên hô một tiếng theo bản năng, cậu Diệp, cẩn thận. Đôi mắt già nua của Ngô Trác Viễn nghiêm lại, có thể nhỏ ra máu. Ông ta xông đến trước Ngô Khinh Diên, tát một cái khiến cô ta ngã xuống đất, đê tiện, mày đang nhắc nhở ai thế hả? Phập, giẫm chân lên chân của Ngô Khinh Diên. Rắc một tiếng giòn tan. Chân của Ngô Khinh Diên bị gãy dạn. Ngô Trác Viễn quát lớn, cầu xin tha đi, sau đó chịu ẻo Diệp Bắc Phong. Ngô Khinh Diên đau đến cắn chặt răng, cũng không thốt một câu xin tha. Càng không thể nào chịu ẻo Diệp Bắc Phong. Ngô Trác Viễn giống như phát điên, không nói hả? Vậy mà mày lại không nói. Mẹ kiếp, thật đê hèn, sao nhà họ Ngô lại có loại đê tiện như mày? Đê tiện, đúng là đê tiện. Cái đồ ăn cây táo rào cây sung. Phập, phập, phập. Ông ta đá liên tiếp lên người Ngô Khinh Diên. Xương cốt trên người cô ta gần như gãy hết. Rất nhiều chỗ xương còn đâm ra ngoài da thịt, máu tươi đầm đìa. Diệp Bắc Minh phát hiện ra việc này, đôi mắt cực kỳ băng lạnh. Anh đột phá vòng vây của sáu võ thần, đến trước người Ngô Trác Viễn, ông dám đánh cô ấy. Muốn chết hả? Ngô Trác Viễn sợ đến run lẩy bẩy, thục quỳ xuống đất xin tha. Còn chưa nói hết. Một cái tát giáng xuống. Phụt. Ngô Trác Viễn trực tiếp bị đập chết, hóa thành xương máu. Diệp Bắc Minh ném một viên đan dược vào trong miệng Ngô Khinh Diên, yên tâm, cô không chết được đâu. Soạt. Trong lúc quay người giết sáu võ thần, đồng thời đầu ngón tay bắn ra mấy cây kim châm, đâm vào trong cơ thể của Ngô Khinh Diên. Trong tích tắc, Ngô Khinh Diên cảm thấy có một luồng sức mạnh thần bí, đang hồi phục kinh mạch bị tổn thương của cô ta. Tại sao anh ta muốn cứu mình? Ngô Khinh Diên ngẩn người nhìn Diệp Bắc Minh. Cô ta bị ông nội đánh thành ra như vậy, nhà họ Ngô không có một ai lên tiếng giúp cô ta. Ngược lại một người ngoài như Diệp Bắc Minh lại ra tay cứu cô ta. Nực cười. Quá nực cười. Các võ giả khác chấn hãi phát hiện, Ngô Khinh Diên lại có thể đứng lên. Mọi người có mặt hoàn toàn thộn mặt. Giống như nhìn thấy ma. Suýt. Tất cả mọi người tê dại ra đầu, hắn là quái vật gì? Chiến đấu với sáu võ thần, mà còn dành thời gian cứu người. Ánh mắt của Bách Hiểu Sinh hoàn toàn không rời nổi Diệp Bắc Minh, sát thần Diệp Bắc Phong, võ đạo nghịch thiên, tinh thông y thuật. Được ghi chép trong hồ sơ. Đúng lúc này, một đường kiếm khí phá không trung ập đến từ phía sau chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Kiếm chủ kinh thiên quát lạnh, Diệp Bắc Phong, mày nộp mạng đi. Diệp Bắc Minh quay đầu đâm một kiếm, nghiền nát đạo kiếm khí này, Long Đế, giao cho ông. Long Đế kỳ quái hỏi lại, vừa rồi tôi đề nghị để tôi ra tay giết chết đám này, cậu không đồng ý, sao giờ lại đồng ý? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt trả lời, vừa nãy tôi muốn biết với sức mạnh của mình liệu có thể chém giết võ thần trung kỳ không? Đáp án là có thể. Đối mặt với sáu võ thần, nếu tiếp tục chiến đấu, tôi cũng có thể giết chết bọn họ. Nhưng ít nhất cũng cần mấy trăm hiệp, quá lãng phí thời gian. Ông trực tiếp giết bọn họ, còn tôi mang tinh hồn xa đi chữa trị kiếm đoạn long. Long Đế cười ngạo nghễ, được, cho mượn thân thể cậu dùng một lát. Một giây sau, từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh đột nhiên bộc phát sát khí rung trời. Trong luồng sát khí màu đỏ như máu, một đầu rồng dần hiển hiện, phát ra tiếng gào thét long trời lở đất. Một đầu rồng màu đỏ như máu xuất hiện. Như máy chiếu 3D, hơi trong suốt. Mang theo sát khí cuồng bạo kinh khủng. Che ngập đất trời. Như núi lửa phun trào bắn về phía sáu võ thần. Phụt, 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 phụt. Sáu người kiếm chủ kinh thiên, Bá Đao, Tiên Vạn Sát, Bạch Mi Đạo Nhân, Trần Nhất Chỉ, Phương Vạn Địch như bị sét đánh. Phun ra một ngụm máu tươi. Lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, bọn họ bay ra ngoài như một đám chó chết. Tất cả đều nặng nề ngã xuống đất,
khóe miệng tràn ra máu tươi. Gân mạch toàn thân vỡ vụn. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Xung quanh yên ắng, lặng ngắt như tờ. Đây chính là sáu võ thần, thế mà lại bị một con huyết long lao từ trong cơ thể sát thần ra đánh bại. Con huyết long kia là cái gì? Giờ phút này, trong đầu mọi người chỉ còn lại ý nghĩ này. Chỉ có giọng của một mình Bách Hiểu Sinh truyền đến, ừng ực. Sát thần Diệp Bắc Phong liên tục chiến đấu với tám vị võ thần trong thành Côn Luân. Thắng. Chữ thắng cuối cùng vừa dứt. Xung quanh lập tức sôi trào. Đụ má. Diệp Bắc Phong thắng. Có người tu võ la to, hoàn toàn không thể tin được sự thật này, giả, nhất định là mình đang nằm mơ, tôi đang nằm mơ đúng không? Ông ta bắt lấy người bên cạnh, đánh tôi một cái, hung hăng tát tôi một cái đi. Chát. Người bên cạnh dứt khoát tát cho một phát, đời này chưa từng thấy loại yêu cầu này. Hu hu hu. Người tu võ bị đánh khóc, đau. Má nó, tôi có thể cảm nhận được đau đớn, là thật. Đù, đù, đù má. Sát thần vô địch, Diệp Bắc Phong vô địch. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ địa bàn Côn Luân, còn có ai dám trêu chọc Diệp Bắc Phong. Danh tiếng sát thần đứng trên đỉnh địa bàn Côn Luân. Trong lòng ai nấy cũng nổi lên sóng to gió lớn, đôi mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh chỉ còn lại kiêng kỵ và kính sợ. Giọng Long Đế trong đầu lạnh nhạt truyền đến, giải quyết xong, giao cho cậu. Con người Diệp Bắc Minh lạnh như băng, cảm ơn. Một giây sau, anh cầm kiếm đoạn long trên tay, đi về phía sáu người kiếm chủ kinh thiên. Bá Đao quá sợ hãi, không quan tâm đến thân phận, hét lớn, Diệp Bắc Phong, chờ đã, chờ chút đã. Chỉ cần mày không giết tao, mọi thứ đều dễ thương lượng. Bất luận mày muốn cái gì, tao đều có thể thỏa mãn mày. Nguyên, đan dược, võ kỹ, đàn bà, chỉ cần mày muốn thì đều có thể. Mọi người ngây người. Bá Đao lại cầu xin tha thứ. Đây là Bá Đao không ai bì nổi kia sao? Bá Đao quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu. Thùng thùng thùng. Cái chán máu me đầm đìa. Đám Tiền Vạn Sát, Bạch Mi Đạo Nhân, Trần Nhất Chỉ, Phương Vạn Địch cũng không nhịn được dập đầu theo. Thùng thùng thùng. Đại nhân, sát thần đại nhân, Bá Đao tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin ngài tha cho tôi. Thùng thùng thùng. Sát thần đại nhân tha mạng. Xin đại nhân tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi biết lỗi rồi. Lúc đối mặt với sống chết, những võ thần này còn sợ chết hơn người bình thường. Người bình thường đã chết rồi thì thôi. Nhưng những võ thần này đã hưởng thụ thứ mà người bình thường chưa hưởng thụ. Đứng ở vị trí mà người bình thường chưa từng chạm đến. Bọn họ không nỡ chết. Chỉ cần có thể tiếp tục sống tạm, dập đầu cầu xin tha thứ đã là gì. Chỉ có mình kiếm chủ kinh thiên nghiến răng kéo kẹt. Sự kiêu ngạo trong lòng ông ta không cho phép ông ta dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt hỏi, sao mày không cầu xin? Kiếm chủ kinh thiên hừ lạnh, hừ, mày không dám giết tao, cũng không thể giết tao. Khinh thường, cuồng ngạo, vẫn không chịu cúi đầu. Diệp Bắc Minh cười, thật hả? Anh nhấc tay, giơ kiếm đoạn long lên. Con ngươi kiếm chủ kinh thiên co rụt lại, mày dám thật. Diệp Bắc Phong, mày dám. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm truyền đến, Diệp Bắc Phong, sáu người này mày không thể giết. Mấy lão giả chậm rãi đi vào cửa lớn thương hội nhà họ Ngô. Tạch, ánh mắt mọi người nhìn sang, hầu hết người tu võ đều trưng ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là ai? Chỉ có số ít mấy người tu võ trên cảnh giới võ đế biết, bọn họ run như cầy sấy, là sứ giả từ đất tổ. Cái gì? Những người tu võ còn lại chấn động. Đất tổ. Ai ai cũng kinh hãi ngẩng đầu, chẳng lẽ là sứ giả từ đất tổ địa bàn Côn Luân? Kiếm chủ kinh thiên nhìn mấy lão giả, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, Diệp Bắc Phong, người đất tổ đến. Tiếng cười ngang ngược, mang theo sự hài hước và sung sướng. Tao đã nói rồi, mày không thể giết tao, mày cũng không dám giết. Ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Con người hung hăng co rút. Bởi vì đúng lúc đó kiếm đoạn long rơi xuống. Mày! Nụ cười trên mặt kiếm chủ kinh thiên đọng lại. Làm sao dám? Phụt! Kiếm đoạn long rơi xuống, chém ông ta thành một bãi máu. Đôi mắt mấy lão giả trầm xuống, mang theo hàn ý lạnh lẽo, Diệp Bắc Phong, mày to gan thật đấy. Cũng dám giết người ngay trước mặt bọn tao.
Diệp Bắc Minh làm như không nghe thấy. Đi đến trước người bá đao. Tay nâng, kiếm rơi. Phụt. Đầu bá đao lăn xuống một bên, mở to mắt, con ngươi lồi ra. Kế tiếp. Bạch Mi đạo nhân. Kế đó. Trần Nhất Chỉ. Tiếp tục. Giết quân chủ Tiền Vạn Sát. Cuối cùng. Phương Vạn Địch. Ngay trước mặt sứ giả đất tổ địa bàn Côn Luân, Diệp Bắc Minh một mình một kiếm liên tiếp chạm năm đầu lâu. Năm cái đầu lâu như năm đầu dưa, chỉnh tề rơi sang một bên. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đám người thu võ tại chỗ khiếp sợ nhìn hết thảy, hoảng sợ đến ngạt thở, hai mắt tối sầm. Suýt nữa ngất xỉu. Mấy lão giả từ đất tổ địa bàn Côn Luân cực kỳ tức giận, mặt mo đen thùi lùi, một người trong số đó gào thét, Diệp Bắc Phong, mày. Rốt cuộc mày có để bọn tao vào mắt không? Cuối cùng, Diệp Bắc Minh chậm rãi quay đầu, mày, đang nói chuyện với tao. Tạch, vô số ánh mắt rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Hít hà, mọi người đồng loạt hít sâu, suýt chút nữa bị dọa chết. Mẹ nó, đù má, giờ mày mới biết tao đang nói chuyện với mày. Lão giả nói chuyện thiếu chút nữa bị chọc tức phun ra một búng máu, ngọn lửa giận vô hình bùng nổ từ trái tim, Diệp Bắc Minh, mày tìm chết. Trong nháy mắt. Đôi mắt mấy lão giả bộc phát sát ý lạnh như băng. À, bỗng nhiên, một giọng nữ dễ nghe truyền đến, mấy lão giả muốn giết sư đệ của tôi. Chúng mày cứ việc ra tay thử xem. Đám người tu võ đứng đó ngây người, ai? Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về cửa chính thương hội nhà họ Ngô. Chợt thấy một cô gái tuyệt đẹp cười tủm tỉm đi tới. Đôi mắt đẹp như đá quý trong trẻo, mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cũng không bất ngờ lắm, chị Tiểu Yêu, cuối cùng chị cũng tới. Lão giả kia hừ lạnh, hừ, đạm đài Yêu Yêu, một mình cô không bảo vệ được tên kia đâu. Lúc này, lại một giọng nữ truyền đến, cộng thêm tôi thì sao? Bốn chữ ngắn ngủi, lại như tiếng trời, rơi vào trong tai mấy lão giả như sấm sét giữa trời quang. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn về phía cửa chính thương hội nhà họ Ngô, là cô ta. Những người thu võ khác kinh ngạc, ai vậy? Cô gái nào mà có thể khiến sứ giả đất tổ nghiêm nghị như vậy? Cho dù là Diệp Bắc Minh cũng chấn động. Anh ngạc nhiên nhìn về phía cửa chính thương hội nhà họ Ngô, Ngũ sư tỷ, chị cũng tới. Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, một cô gái bước vào thương hội nhà họ Ngô. Trong khoảnh khắc cô xuất hiện, tất cả những người phụ nữ khác tại hiện trường lập tức mất đi ánh sáng. Cô ấy như thần nữ trên đỉnh núi tuyết. Tách biệt mà độc lập. Phong hoa tuyệt đại. Khuynh quốc khuynh thành. Trong chớp mắt ấy, tất cả mọi người đồng loạt có cảm giác. Bảng xếp hạng nữ thần địa bàn Côn Luân yếu đến phát hờn. Không bằng một phần chục ngàn cô gái trước mắt. Thật xinh đẹp. Vô số nữ tính tu võ chừng lớn đôi mắt. Sự xinh đẹp của Ngũ sư tỷ khiến các cô ngay cả ý định ghen tị cũng không dám có. Nam tính tu võ đều nhìn đến ngây người. Ngô Khinh Diên bị đả kích, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Ngũ sư tỷ. Cô gái tuyệt đẹp cười nói, tiểu sư đệ, đã lâu không gặp. Cô ấy không thèm nhìn năm tên lão giả địa bàn Côn Luân kia. Năm tên lão giả từ đất tổ địa bàn Côn Luân đồng loạt biến sắc, quả nhiên là cô ấy. Diệp Bắc Minh kích động tiến lên, Ngũ sư tỷ, sao chị lại đến đây? Cô gái trước mắt chính là Ngũ sư tỷ. Khương Tử Cơ. Khương Tử Cơ nở nụ cười xinh đẹp, lại gần Diệp Bắc Minh, nếu chị còn không xuất hiện, những lão già này còn không bắt nạt chết sư đệ của chị. Cô ấy kiêu ngạo, sư đệ của chỉ có chị có thể bắt nạt. Người ngoài dám động vào, chết. Ấy. Diệp Bắc Minh xấu hổ. Khương Tử Cơ dạo quanh một vòng, bàn tay xinh đẹp sờ sờ cơ ngực Diệp Bắc Minh, mấy tháng không thấy, tiểu sư đệ chắc nịch. Cũng đẹp trai hơn. Đạm đài Yêu Yêu chống nạnh, này, hai người coi như tôi không tồn tại đúng không? Tiểu sư đệ là của em, chị đừng có đoạt với em. Cô bước nhanh về phía trước, kéo cánh tay Diệp Bắc Minh. Dựa đầu vào vai anh. Khương Tử Cơ thần bí cười, ai muốn đoạt với em chứ, còn phải xem tiểu sư đệ chọn ai nữa. Đạm đài Yêu Yêu nhìn về phía Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, em mau nói chọn ai. Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng, khụ khụ. Hai vị sư tỷ, nơi này đang có rất nhiều người nhìn đấy. Mấy lão giả từ đất tổ địa bàn Côn Luân nhìn thoáng qua nhau. Trong con người già nua lóe lên sự kiêng dè rồi biến mất.
Đi. Một người lão giả khẽ quát một tiếng. Mấy tên lão giả còn lại không nói hai lời. Xoay người rời đi. Đám người thu võ tại chỗ đều ngây dại, hai cô gái này có thân phận gì? Sứ giả đất tổ địa bàn Côn Luân cũng kiêng kỵ các cô. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh chỉ vào một lão giả, lạnh nhạt nói, những người khác có thể đi, nhưng ông ta nhất định phải để mạng lại. Người này, chính là người vừa mở miệng uy hiếp anh. Tạch, ánh mắt những người ở đây lập tức rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Tràn ngập khiếp sợ. Anh điên rồi sao? Đây là sứ giả tới từ đất tổ, sao anh dám nói ra những lời này? Hiện trường yên tĩnh đáng sợ. Lão giả bị Diệp Bắc Minh chỉ vào nổi trận lôi đình, gân xanh trên trán nổi lên, gào thét như dã thú phát cuồng. Diệp Bắc Phong, mày biết lão phu là ai không? Mày biết đất tổ địa bàn Côn Luân là chỗ nào không? Mày biết thân phận của lão phu không? Mày biết lão phu thuộc cảnh giới gì, thực lực ra sao không? Mày chẳng biết gì cả, cũng dám nói chuyện như vậy với lão phu. Mỗi lần lão giả nói hết một câu, ông ta bước một bước về phía Diệp Bắc Minh. Kết thúc câu cuối cùng. Lão phu Bạch Vô Kỵ, tung hoành đất tổ địa bàn Côn Luân 1.300 năm, chưa từng thấy người trẻ tuổi cuồng vọng như mày. Một khí tràng kinh khủng bộc phát. Người tu võ xung quanh trắng mặt. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ồn ào. Một giây sau, người anh bộc phát ra sát khí màu máu kinh khủng, như ngọn lửa đang thiêu đốt. Có thể rõ ràng nhìn thấy, một cái đầu rồng đỏ như máu xuất hiện. Diệp Bắc Minh trực tiếp ra chiêu, thẳng hướng Bạch Vô Kỵ. Lớn mật, mấy lão giả còn lại tức giận, đang muốn ra tay. Khương Tử Cơ cười lạnh nói, ai dám ra tay thì cùng lưu lại mạng chó đi. Mấy lão giả đồng loạt sững sờ, thật sự không dám ra tay. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, bước từng bước tới trước mặt Bạch Vô Kỵ rồi chém xuống. Thương Long Kình, Đồ Long Trảm, cả hai chiêu thức cùng bùng nổ. Hồ gầm rồng ngâm, cút, Bạch Vô Kỵ quát to. Đinh, tiếng va chạm giòn tan vang lên. Ông ta lấy ra một cây đao tốt đen thùi lùi từ trong nhẫn chứa vật, nói cây đao này là thí thiên nhận, Diệp Bắc Phong, mày có thể chết dưới đao này là vinh hạnh đấy. Thí thiên nhận quét ngang trời đất, đao khí đen nhẻm tản ra. Ngay khi kiếm đoạn long và thí thiên nhận chạm vào nhau. Đinh! Tiếng vang lanh lảnh vọng tới, thí thiên nhận bị gãy đôi. Bạch Vô Kỵ ngẩn ngơ thốt lên, kiếm quái gì thế? Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh truyền tới, là kiếm giết mày. Bạch Vô Kỵ cười khẩy đáp lại, muốn giết Bạch Vô Kỵ tao, mơ đi. Từng bước di chuyển của ông ta rất quỷ dị, tốc độ lại cực kỳ nhanh. Tuy rằng ông ta cũng là võ thần trung kỳ nhưng rõ ràng cao hơn cả một cấp bậc những võ thần bình thường trong Côn Luân hư. Ngay sau đó, Bạch Vô Kỵ xuất hiện ngay sau lưng Diệp Bắc Minh, ông ta vươn móng vuốt về phía đầu anh, tên xúc sinh kia, chết cho lão phu. Nếu chảo của ông ta hạ xuống thì óc Diệp Bắc Minh sẽ văng tung tóe. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Diệp Bắc Minh chợt quay đầu lại, chém một kiếm tới chỗ ông ta. Phụt, máu tươi chảy ra đầm đìa. Bàn tay của Bạch Vô Kỵ bị chém ngang, ông ta hét lên thảm thiết, á. Tên xúc sinh, mày đáng chết. Bước chân ông ta loạng choạng lui ra sau. Thế là Diệp Bắc Minh lao lên áp sát, mày chạy cái gì? Anh cách Bạch Vô Kỵ chỉ có khoảng hai thước. Anh nâng tay lên tung một quyền về phía ngực Bạch Vô Kỵ. Trong ánh mắt ông ta tràn ngập oán độc, ngu xuẩn, mày dám tới gần lão phu trong phạm vi hai thước à? Ông ta không chút do dự tung ra một quyền hướng thẳng tới trái tim Diệp Bắc Minh. Răng rắc, hai âm thanh vùng truyền tới. Chỗ trái tim của Diệp Bắc Minh dù bị trúng một chiêu của Bạch Vô Kỵ vậy mà vẫn trông như không hề hấn gì. Ngực Bạch Vô Kỵ trúng đòn nặng nề, xương sườn bị gãy từng khúc một. Phụt! Ông ta phun máu tươi, ngã lăn xuống đất, người chỉ còn nửa cái mạng, mày! Không thể nào, một quyền của lão phu còn có thể đánh chết cả võ thần mà! Mày là quái vật gì thế? Diệp Bắc Minh tu luyện bất diệt kim thân quyết nên chẳng hề sợ đòn tấn công của võ thần. Diệp Bắc Minh lười giải thích cho ông ta hay. Anh nhanh chóng vào tới trước mặt Bạch Vô Kỵ. Tung cước đá vỡ đầu ông ta. Hình ảnh dừng ngay tại khoảnh khắc ấy. Diệp Bắc Minh, mày. Sắc mặt ông lão còn lại ở đất tổ Côn Luân hư tối sầm, ông ta dán mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Lúc này,
Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu không dám khinh suất, đi thôi. Bọn họ chật vật rời đi như chó nhà có tang. Cả không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Diệp Bắc Minh nhìn quanh, nói, còn chưa xong đâu, chẳng phải các người đi theo kiếm chủ Kinh Thiên và đế chủ Thanh Long vọng tưởng giết ta à? Ngay giây tiếp theo, trong cơ thể Diệp Bắc Minh bùng lên một luồng sát khí khiếp người. Anh như một sát thần bám sát tấn công đám võ giả đi theo kiếm chủ Kinh Thiên. Mùi máu tươi ngập trời. Tiếng cầu xin tha mạng vang lên không ngớt. Diệp Bắc Minh không hề có ý mềm lòng. Kẻ giết người ắt gặp người giết lại. Hơn 30 võ đế. Hơn 100 võ thánh đỉnh phong đều nổi điên bỏ chạy mong mỏi thoát khỏi thành Côn Luân. Diệp Bắc Minh lao tới truy sát. Một lát sau, hơn 1.000 võ giả đi theo đến đây đều bị anh giết chết. Những võ giả còn lại sợ ngất người. Sau này hôm nay, liệu còn ai dám đối địch với tên sát thần Diệp Bắc Minh kia đây? Sau khi trở về thương hội nhà họ Ngô, Diệp Bắc Minh nhìn về phía Ngô Khinh Diên nói, dẫn tôi đi lấy tinh hồn xa. Gương mặt xinh xắn của Ngô Khinh Diên tái mét, gật đầu nói, ngài Diệp, xin mời cậu theo tôi. Một lát sau, Diệp Bắc Minh bước vào một căn phòng xa hoa nhất nhà họ Ngô. Ngô Khinh Diên dẫn theo một đám người của nhà họ Ngô quỳ xuống dưới chân Diệp Bắc Minh, rồi hai tay dâng lên tinh hồn xa. Tinh hồn xa rực rỡ một màu đỏ mận. Đó là 1.000 cây di tinh hồn xa. Thế mà nó chỉ có vẻn vẹn một chén cơm. Diệp Bắc Minh kinh ngạc nói, nặng vậy à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nè, đây là tinh hồn xa à? Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, đúng là nó, cậu có thể chữa trị kiếm đoạn long rồi. Diệp Bắc Minh cất tinh hồn xa vào. Lúc này, giọng nói của Ngô Khinh Diên truyền tới, ngài Diệp, nhà họ Ngô phạm tội chết vạn lần, xin người trách phạt. Giọng nói của cô ta run rẩy. Ông nội của cô ta, Ngô Trác Viễn, mời kiếm chủ Kinh Thiên và đế chủ Thanh Long đến tấn công Diệp Bắc Minh. Thế là sát thần nổi giận, nhà họ Ngô toang rồi. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang vọng như từ trên 9 tầng trời truyền tới, ngoại trừ ông nội của cô ra, nhà họ Ngô còn ai tham dự chuyện đó. Ngô Khinh Diên cúi đầu, con người đỏ bừng như nhỏ máu, cắn răng gật đầu, có ạ. Đó là ai? Là bác ba, bác tư, chú tám, chú 11, chú 17. Ngô Khinh Diên khai hết ra, chỉ vào vài người đang quỳ gối trong đám đông. Diệp Bắc Minh gật đầu, một luồng sát khí ập tới. Cả bọn sợ hết hồn dập đầu xin tha mạng, ngài Diệp, xin tha mạng. Chúng tôi nguyện làm con chó trung thành của cậu. Xin cậu. Phụt. Mấy người họ bị nổ tung thành đống máu, nháy mắt đã mất mạng. Những người còn lại của nhà họ Ngô quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu lên. Giọng của Diệp Bắc Minh lại truyền tới, tôi cho các người hai sự lựa chọn. Thứ nhất là bây giờ phục tùng tôi, sau này nhà họ Ngô chỉ phụng sự một mình tôi. Thứ hai, nhà họ Ngô chấm dứt tại đây. Nếu không nhờ Ngô Khinh Diên cẩn thận nhắc nhở mình đề phòng, thì có lẽ bây giờ Diệp Bắc Minh đã tiêu diệt nhà họ Ngô rồi. Ngô Khinh Diên cắn đôi môi đỏ mọng, ngài Diệp, chúng tôi lựa chọn ý thứ nhất. Diệp Bắc Minh ra lệnh, từ nay trở đi, Ngô Khinh Diên sẽ là người đứng đầu nhà họ Ngô. Tất cả mọi việc trong nhà họ Ngô đều sẽ do Ngô Khinh Diên làm chủ. Ngô Khinh Diên sửng sốt, hả? Khiếp sợ, bất ngờ, khó tin. Ông nội và mấy chú bác kia vốn không hề thích cô ta. Bây giờ bọn họ đã chết. Đó đúng là tổn thất to lớn của nhà họ Ngô. Nhưng có một điều quan trọng hơn cả. Cô ta còn có thể trở thành người đứng đầu nhà họ Ngô ư. Những thành viên khác trong nhà họ Ngô cũng đầy sửng sốt, ánh mắt bọn họ lay chuyển. Thương hội nhà họ Ngô rất khổng lồ nhưng chỉ là một thế lực hạng ba tầm thường. Nếu có thể ôm đùi sát thần thì dù có đối đầu với thế lực hạng hai cũng không sợ sệt. Việc của thương hội nhà họ Ngô hôm nay sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Côn Lôn hư. Rồi sẽ không ai không biết tên tuổi của sát thần. Làm không tốt thì không có chuyện êm đẹp đâu. Đến cả thế lực hạng một cũng phải nể mặt sát thần nữa là. Đúng là bọn họ gặp may trong họa rồi. Nghĩ vậy, người nhà họ Ngô tràn ngập phấn khích. Khinh Diên, còn ngơ ra đó làm gì? Chúng tôi đồng ý hết, sau này Khinh Diên sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Ngô. Còn không mau cảm ơn sát thần đại nhân đi. Người nhà họ Ngô thúc giục cô ta. Bố cô ta, Ngô Tố Hải cũng nhanh nhỏ nói, Khinh Diên, còn không nhanh đồng ý đi.
Bọn họ không hề bận tâm tới cái chết của Ngô Trác Viễn và những người khác. Ngô Khinh Diên kích động đồng ý nói, Ngô Khinh Diên kính chào chủ nhân. Cô ta có lo sợ trong vui mừng. Diệp Bắc Minh khoát tay nói, đi xuống cả đi. Vâng. Ngô Khinh Diên vui vẻ rời đi. Người nhà họ Ngô nối gót theo sau. Diệp Bắc Minh nhìn về phía hai sư tỷ của mình, chị Tiểu Yêu, Ngũ sư tỷ. Bọn chị biết Thập sư tỷ, Cửu sư tỷ và Bát sư tỷ ở đâu không? Khương Tử Cơ cười bảo, bọn họ đi vào đất tổ Côn Lôn Hư rồi. Đất tổ Côn Lôn Hư sao? Diệp Bắc Minh nhướng mày nói, hôm nay em nghe thấy tên này, chỗ này có gì đặc biệt ư? Khương Tử Cơ kéo tay Diệp Bắc Minh ngồi xuống trả lời, chỗ đó không có gì đặc biệt, chẳng qua là tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú. Võ giả của Côn Lôn Hư muốn trở nên mạnh hơn chỉ có thể đến hai nơi. Thứ nhất là đi xuyên qua rừng rậm ma thú tới Hoàng Triều Đại Chu. Thứ hai là tiến vào đất tổ Côn Lôn Hư. Rừng rậm ma thú cực kỳ hung hiểm, truyền thuyết nói rằng trong đó có ma thú cấp 10, võ giả bình thường không thể nào đi ngang qua đó được. Thế là mọi người chỉ có thể chọn cách thứ hai là tiến vào đất tổ Côn Lôn Hư. Diệp Bắc Minh hơi đăm chiêu. Người sẽ đi đến nơi cao hơn, còn nước sẽ chảy về nơi thấp hơn. Các sư tỷ đều là võ giả nên tiến vào tổ địa Côn Lôn Hư cũng không có gì sai. Đạm Đài Yêu Yêu hừ nhẹ, nói, sư đệ ngốc này, chúng ta tiến vào đất tổ Côn Lôn Hư cũng không phải vì bản thân đâu. Bọn chị vào đó để lót đường cho em đó. Cái gì? Diệp Bắc Minh do dự một lát rồi hỏi, chị Tiểu Yêu, đây là ý gì thế? Đạm Đài Yêu Yêu mỉm cười thần bí nói, tốc độ tu luyện của em quá nhanh, Côn Lôn Hư rồi sẽ không giữ chân em được nữa. Do vậy bọn chị phải lót đường cho em. Đôi mắt Diệp Bắc Minh tràn đầy khó hiểu, đây là ý của các sư phụ à? Khương Tử Cơ gật đầu đáp, không khác lắm. Diệp Bắc Minh đứng lên nói, em muốn đến gặp các sư phụ. Khương Tử Cơ đưa tay búng trán Diệp Bắc Minh, em vội cái gì chứ, còn chưa đến lúc đó đâu. Đợi đến khi thực lực của em đủ mạnh thì các sư phụ sẽ tự đến gặp em thôi. Bọn chị còn có nhiệm vụ khác cần phải trở về đất tổ. 10 ngày sau, đất tổ Côn Lôn Hư sẽ mở ra, đến lúc đó tiểu sư đệ đi vào là được. Nói xong, Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu đứng dậy rời đi. Diệp Bắc Minh dõi theo bóng dáng hai vị sư tỷ, ánh mắt đăm chiêu, các sư phụ đang làm gì nhỉ? Có chuyện gì muốn nói mà lại không thể gặp mặt trực tiếp mà cứ tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy chứ? Các sư phụ để ở đất tổ Côn Lôn Hư hay sao? Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát, Diệp Bắc Minh lắc đầu, thôi bỏ đi, dù sao thì 10 ngày nữa đất tổ Côn Lôn Hư mở ra rồi. Đến lúc đó mình tự vào đó hỏi bọn họ thôi. Việc phải làm trước là chữa trị kiếm đoạn long cái đã. Anh phất tay. Kiếm đoạn long xuất hiện trong tay. Thân kiếm đen thui. Một cái đầu rồng bị vỡ. Khí tỏa ra hùng hồn. Diệp Bắc Minh rất bức thiết muốn biết nếu thanh kiếm này khôi phục thì sẽ mạnh đến nhường nào đây. Anh gọi Ngô Khinh Diên tới bảo cô ta tới thế giới phàm trần gọi Lăng Thi Âm và Vạn Lăng Phong tới Côn Lôn Hư. Ngô Khinh Diên trừng to mắt, kinh ngạc thốt lên, chủ nhân, cậu. Cậu tới từ thế giới phàm trần ư. Cô ta quá đỗi ngạc nhiên. Từ khi nào thế giới phàm trần có võ giả mạnh đến vậy chứ? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, không thể à. Ngô Khinh Diên cúi đầu nói, không, không có à. Đợi đến khi cô ta ngẩng đầu lên lại thì Diệp Bắc Minh đã biến mất không thấy tăm hơi rồi. Phần Thiên Tông. Diệp Bắc Minh vừa mới xuất hiện trên đường dẫn lên núi. Ai? Một giọng nói rét lạnh như băng xương truyền tới, xen lẫn luồng sát khí dày đặc. Bốn ông lão thực lực võ đế đỉnh phong thầm lặng bước ra, vừa thấy Diệp Bắc Minh thì quỳ rạp xuống đất tham kiến sát thần đại nhân. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ngay, Hàn Bát chỉ bảo các người canh giữ chỗ này à? Một ông lão trong đó trả lời, đúng vậy, Hàn trưởng lão bảo chúng tôi bảo vệ Phần Thiên Tông. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu nói, tình hình Phần Thiên Tông mấy ngày qua thế nào? Ông lão kia cung kính đáp, sau khi sát thần đại nhân quay về, có mấy tên chán sống lén lút thăm dò nơi đây và đã bị bọn tôi giết sạch rồi ạ. Trừ lần đó ra thì cũng không có gì khác lạ. Bọn họ đợi một lúc lâu mà vẫn không nghe Diệp Bắc Minh nói gì. Bốn ông lão không nhìn được bèn ngẩng đầu lên nhìn thì đã không thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh từ đời nào rồi. Cả lũ khiếp sợ, ôi! Gần như vậy, sát thần đại nhân rời đi khi nào mà chúng ta không biết thế.
Lúc này, Diệp Bắc Minh đi thẳng vào đại điện Phần Thiên Tông. Thành viên trong Phần Thiên Tông xuất hiện, tham kiến tông chủ. Tông chủ trở lại rồi. Đám người Y Thượng Khôn và Y Nam Tương vô cùng mừng rỡ. Diệp Bắc Minh hỏi thẳng vấn đề, nguyên liệu tôi cần đã chuẩn bị hết chưa? Y Thượng không sai người mang nguyên liệu mà Diệp Bắc Minh cần tới, đã chuẩn bị xong cả rồi ạ. Diệp Bắc Minh lấy chúng đi. Anh đi thẳng tới chỗ ngọn núi lửa phát hiện Phần Thiên Chi Diễm. Ngay lúc này, anh nhất định phải sửa chữa lại kiếm Đoạn Long. Sau khi tiến vào núi lửa, Diệp Bắc Minh đi thẳng vào chỗ sâu nhất. Dòng dung nham nóng chảy đằng trước chảy quanh tỏa ra một làn nhiệt khủng khiếp đủ khiến người ta sôi trào. Anh không hề lãng phí một giây phút nào, nhanh chóng lấy tất cả nguyên liệu ra. Một dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu, kiếm Đoạn Long ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Bắc Minh. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm truyền đến từ kiếm Đoạn Long. Diệp Bắc Minh vuốt ve kiếm Đoạn Long nói, anh bạn già à, đừng vội nhé. Hôm nay tôi sẽ sửa chữa lại anh bạn. Gầm. Kiếm Đoạn Long gầm gừ như đang đáp lại Diệp Bắc Minh. Anh nhấc tay lên. Phần Thiên Chi Diễm hiện ra trong lòng bàn tay hệt như một đóa hoa sen đang nở rộ. Anh không chút chần chừ luyện hóa tất cả nguyên liệu có mặt. Vật liệu phụ trợ bị tan chảy rất dễ dàng. Chỉ có mỗi một cục hỗn độn hắc kim kia vẫn không chút dấu hiệu bị tan chảy. Cùng lúc đó, chuyện xảy ra với thương hội nhà họ Ngô đã lan truyền khắp các thế lực từ hạng 3 cho tới hạng 1. Kiếm chủ Kinh Thiên đã chết rồi à? Cả đế chủ Thanh Long cũng chết luôn. Chẳng phải bọn họ đã qua đời từ lâu rồi à? Sao sống lại cả thế? Đến cả tám võ thần mà cũng chưa thể giết chết sát thần Diệp Bắc Minh ư? Tin tức lan truyền khắp ngõ. Cả Côn Lôn hư chấn động, quả thật trời sập rồi. Có người nói rằng, không chỉ có mỗi tám vị võ thần, trong tối còn có năm vị võ thần đều đã bị Diệp Bắc Minh ám sát trước cả rồi. Ôi mẹ ơi! Những võ giả nghe được nguồn tin ấy đều khiếp hãi, lòng đầy rung động. Huyền Lôi Cốc. Lôi Bằng vừa mới xuống võ đài thì chợt nghe có người đang tranh luận kịch liệt. Thế là hắn bèn sáp lại nghe. Bọn họ đang bàn về những chuyện xảy ra gần đây. Lôi Bằng nghẹn họng sững sờ, vãi trưởng, anh trai sát thần này lại sáng tạo vinh quang nữa rồi hả? Châu bỏ qua, anh sát thần ơi! Vẻ mặt Lôi Bằng đầy sự ngưỡng mộ. Thiên Kiếm Tông. Tin tức kiếm chủ Kinh Thiên vẫn còn sống rồi lại hy sinh truyền tới. Tin ấy khiến cả bầu không khí tại Thiên Kiếm Tông rơi vào âm u tĩnh mịch đến kinh người. Trong đại điện, tông chủ của Thiên Kiếm Tông đang ở đó, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói lời nào. Mục Thừa đứng trong đám đông mà người run rẩy không ngừng, hắn ta thầm thề rằng, mặc kệ Thiên Kiếm Tông quyết định đối xử với Diệp Bắc Minh như thế nào mình có chết cũng sẽ không đối địch với cậu ta. Cuối cùng, tông chủ Thiên Kiếm Tông cất lời, đất tổ Côn Lôn hư sắc mở ra rồi, Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu người tiến vào trong đất tổ đều dựa vào lần kiểm tra này. Vậy mà tông chủ lựa chọn bỏ mặc tin tức kiếm chủ Kinh Thiên bỏ mạng. Mọi người hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi bọn họ an lòng lại. Giọng nói của tông chủ Thiên Kiếm Tông tiếp tục vang lên, mọi người chớ bị người ngoài ảnh hưởng, cần phải tập trung chuẩn bị cuộc kiểm tra tiến vào đất tổ vào 10 ngày sau. Vâng, mọi người đồng thanh hô to. Trong đại sảnh họp bàn của cung Hạo Miểu, hơn trăm ông lão đang ngồi ở đó, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bỗng nhiên, một ông lão trong đó bỗng lên tiếng, chết tiệt, tên Diệp Bắc Phong đó sao lại mạnh đến thế chứ? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Sao con trai của ả yêu nữ kia có thể sống đến tận bây giờ? Nếu cậu ta biết chuyện năm đó thì cung Hạo Miểu chúng ta đi đời luôn đấy. Đôi mắt già cỗi của ông ta đỏ bừng, trong mắt tràn ngập những sợi tơ máu dữ tợn. Một ông lão khác mở miệng nói, có ai người rằng tên đó trưởng thành đến tận bây giờ đâu? Trước kia, khi cậu ta quậy tung trời thì chúng ta nên dốc hết sức ra tay giết chết cậu ta. Bây giờ thì nói được gì nữa, chuyện đâu vào đó rồi. Ông lão thứ ba nói, nghe nói ở hiện trường còn có hai cô gái khiến cho sứ giả đến từ đất tổ rất kiêng dè. Tôi nghi ngờ rằng hai cô gái đó đến từ đất tổ, nếu có mối quan hệ này. Giờ chúng ta không thể làm gì Diệp Bắc Phong được. Ông lão thứ tư âm u nói, nếu Diệp Bắc Minh không chết thì chúng ta ngủ không yên đâu. Ông lão thứ năm gật đầu tán đồng, đúng vậy, phải giết chết Diệp Bắc Phong. Nếu không đợi cậu ta biết chuyện thì cung Hạo Miểu chúng ta. Ông lão thứ sáu lại đề nghị,
hay là chúng ta cầu hòa nhỉ? Tôi cứ luôn cảm thấy bất an không thôi. Câu nói ấy như một quả bom khiến cả phòng nổ tung. Cầu hòa? Không thể nào. Vô số trưởng lão phản đối đề nghị đó. Có người còn khinh khỉnh nói, hừ, cung Hạo Miểu của chúng ta có lịch sử lâu đời, sao lại có thể cúi đầu cầu hòa chứ? Đúng thế, không đời nào có chuyện cầu hòa đâu. Hơn trăm ông lão lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Cả phòng họp ồn ào náo nhiệt. Ông lão ngồi ở vị trí tông chủ hét lên, đủ chưa? Một luồng khí thế khiếp người tỏa ra. Rầm. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tông chủ cung Hạo Miểu rồi ngậm miệng ngồi yên. Tông chủ cung Hạo Miểu phẫn nộ quát, nhìn xem, nhìn cái dáng vẻ của các người đi. Chỉ là một tên Diệp Bắc Phong nhỏ nhoi mà đã dọa các người thành ra thế rồi. Từ khi cung Hạo Miểu thành lập tới nay chưa từng sợ hãi bất kỳ thế lực nào. Hơn nữa, nhà họ Bạch trong đất tổ truyền tin tới mong cung Hạo Miểu chúng ta làm người phát ngôn cho nhà họ Bạch ở Côn Lôn Hư. Tông chủ cung Hạo Miểu ngạo mạn nhìn xung quanh rồi nói, sau này, cung Hạo Miểu chúng ta sẽ trở thành thế lực hạng một không phải chuyện viển vông nữa. Cái gì? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Tất cả các trưởng lão phấn khích nhìn tông chủ cung Hạo Miểu. Lòng bọn họ cuộn trào sóng dữ. Mong ước hơn 1000 năm sắp trở thành sự thật rồi ư. Tông chủ, nhà họ Bạch nhờ chúng ta trở thành người phát ngôn của bọn họ thật sao? Mọi người run rẩy hỏi. Tông chủ cung Hạo Miểu vừa định trả lời. Bỗng nhiên, ngoài phòng họp truyền tới một giọng nói, Hồ tông chủ, các người ở đây bàn bạc cái gì thế? Sao náo nhiệt vậy nhỉ? Rầm. Tất cả mọi người quay đầu nhìn cửa đại sảnh phòng họp. Bọn họ chỉ thấy một người thanh niên trẻ trung khoanh tay bước tới, mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng lại khiến người ta có một cảm giác đầy áp lực như thế đối diện với vực thẳm. Điều càng khiến người ta khiếp hãi ấy là khí tức tỏa ra từ người thanh niên ấy lại là võ thần. Người còn trẻ vậy mà đã là võ thần rồi sao? Thật khó tin. Phía sau người thanh niên đó có hai ông lão đang híp mắt như đang say giấc, nhưng khí tức hai người họ tỏa ra sâu không lường được. Khí tức ấy khiến người ngoài không thể nào biết rõ cảnh giới thật sự của bọn họ. Thực lực của bọn họ trên cả võ thần rồi ư. Tất cả các trưởng lão của cung Hạo Miểu kinh ngạc há hốc mồm, trái tim như bị bóp nghẹt. Trong lòng bọn họ đã có đáp án. Thanh niên này chắc chắn ra từ trong tổ địa. Quả nhiên, Hồ Tông chủ gộp ba bước thành hai bước, nhanh chóng đi đến trước mặt người thanh niên. Khom người 90 độ. Bạch công tử, không phải ngày mai cậu mới đến ư? Sao hôm nay đã đến rồi? Bạch công tử. Quả nhiên, đồng tử của tất cả mọi người co mạnh lại, kiêng sợ nhìn người thanh niên này. Bạch Kiều Sở cười thản nhiên, tôi muốn đến lúc nào, còn cần ông đồng ý ư? Không dám. Hồ Tông chủ kinh sợ, chán lấm tấm mồ hôi, Bạch công tử, mời cậu ngồi. Bạch Kiều Sở trực tiếp ngồi vào vị trí của tông chủ, cả những người có cương vị cao của cung Hạo Miểu cũng không dám thở mạnh. Bọn họ không chọc vào được gia tộc trong tổ địa Côn Luân Hư. Đã từng có thế lực hạng hai không có mắt, ngỗ ngược với gia tộc trong Côn Luân Hư. Trong một đêm, tông môn hóa thành tu la địa ngục. Mười mấy vạn người trong tông môn, không thoát một ai. Bạch Kiều Sở ngồi vắt chéo hai chân, vừa nãy các ông thảo luận việc gì, sao bản công tử nghe thấy mấy chữ gì như sát thần. Nghe có vẻ hình như các ông rất kiêng sợ sát thần này. Trong lòng Hồ Tông chủ khẽ động, ông ta mau chóng giải thích chuyện của sát thần Diệp Bắc Phong một lượt. Bạch Kiều Sở không quan tâm cười lạnh lùng một tiếng, ồ vậy sao? Bên ngoài có người như vậy từ lúc nào? Đã giết mấy võ thần, còn dám tự xưng sát thần. Thú vị, thật thú vị. Hồ Tông chủ cau mày, Bạch công tử, Diệp Bắc Phong này, thực lực rất khủng bố. Khủng bố, ha ha ha. Bạch Kiều Sở không nhịn được cười, giết mấy võ thần thì rất khủng bố hả? Tầm nhìn của mấy người các ông quá ngắn rồi. Võ đạo cấp thấp cuối cùng vẫn là võ đạo cấp thấp, đợi các ông hiểu thế nào là võ đạo cấp cao. Thì sẽ biết võ thần vẫn chưa phải là bắt đầu trên con đường tu võ. Ánh mắt đám người Hồ Tông chủ sáng lên. Dường như tóm được điều gì. Bạch Kiều Sở lắc đầu, bản công tử không có hứng thú với sát thần, với Diệp Bắc Phong. Chưa gặp thì thôi đi. Nếu gặp được, bản công tử sẽ tiện tay giết hắn giúp các ông. Giọng điệu của hắn rất tự nhiên. Dường như trong mắt hắn, sát thần nhỏ bé như con kiến vậy.
Ánh mắt Hồ Tông chủ lóe sáng, kích động nói, cảm tạ Bạch công tử. Bạch Kiều Sở ngạo mạn nói, lần này tôi rời khỏi tổ địa, chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc. Hơn một tháng trước, đế tinh tử vi rơi xuống, một đế tinh mới mọc lên, các ông đều biết chứ. Sắc mặt của đám người có cương vị cao Cung Hạo Miểu nghiêm trọng, chúng tôi biết. Sắc mặt Bạch Kiều Sở nghiêm lại, nhà họ Bạch tôi có người bói một quẻ, người này là kẻ may mắn của Côn Luân Hư. Tương lai, rất có khả năng trở thành chủ của Côn Luân Hư. Toàn hội trường chấn kinh. Chủ của Côn Luân Hư. Đám người có cương vị cao Cung Hạo Miểu, kể cả Hồ Tông chủ đều kích động run lên. Từng người hít thở khó khăn, khuôn mặt già đỏ bừng. Bạch Kiều Sở gật đầu, tạm thời tu vi của người này không cao, có lẽ vừa mới đi trên con đường tu võ. Không tiếc mọi giá, tìm được kẻ này, lôi kéo hắn. Nếu thực sự không thể lôi kéo, giết. Ngoại trừ nhà họ Bạch tôi, tuyệt đối không cho phép có người trở thành chủ của Côn Luân Hư. Một luồng sát khí khủng bố bao trùm cả hội trường phòng họp. Giống như một vị sát thần giáng xuống. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, kẻ may mắn đó, chắc không phải là Diệp Bắc Phong chứ. Trong tích tắc, trong cả phòng họp, rơi vào trong tĩnh lặng. Kẻ may mắn chính là Diệp Bắc Phong. Đùa gì vậy? Nếu đúng là như vậy, thì quả là trò đùa to lớn. Tuyệt đối không thể nào. Bạch Kiều Sở cười lạnh lùng lắc đầu, người này không thể nào là kẻ may mắn. Xem ra các ông đúng là bị dọa sợ rồi, lúc về tôi sẽ dành thời gian giết sát thần này, tránh để các ông kinh sợ. Cung Tuyết Thần. Khắp xung quanh đều là màu hồng. Khuôn mặt Tiêu Dung Phi tái nhợt, thương thích trên người cô ta đã đỡ hơn, đang trong quá trình hồi phục. Phập. Đột nhiên, cửa phòng được đẩy mở. Một cô gái xinh đẹp xông vào, chị, tin tức kinh thiên động địa đây. Cô gái này có 9 phần giống với Tiêu Dung Phi. Chính là em gái của Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi. Hai chị em hoa khôi của Cung Tuyết Thần. Cô chị thanh cao lạnh lùng, cô em hoạt bát đáng yêu. Tiêu Dung Phi thở dài một tiếng, bất lực dí lên trán của em gái, em ấy à, đã lớn từng này rồi, sao còn hấp tấp thế hả? Tiêu Nhã Phi mở to đôi mắt, chị, nhưng tin tức này thực sự khiến người ta không thể bình tĩnh. Thông tin gì? Tiêu Dung Phi không để tâm. Tiện tay bưng một chén trà nhấp một ngụm. Tiêu Nhã Phi vội vàng nói, chị, chẳng phải chị bị người của nhà họ Võ truy giết sao? Giữa đường được tiểu sư đệ của chị Như Khanh cứu, chị còn nói với em, tiểu sư đệ đó chính là sát thần Diệp Bắc Phong, đến từ thế giới phàm tục phải không? Tiêu Dung Phi gật đầu, đúng thế, làm sao? Tiêu Nhã Phi hít sâu một hơi, phù. Chị đúng là không màng chuyện đời. Nửa ngày trước, thương hội nhà họ Ngô ở Côn Luân Hư đã xảy ra một chuyện lớn. Tổng cộng 10 mấy võ thần muốn giết Diệp Bắc Phong. Đồng tử của Tiêu Dung Phi hơi co lại, nhưng không nói gì. Giọng của Tiêu Nhã Phi tiếp tục vang lên, chị đoán xem thế nào. 10 mấy võ thần đều chết hết. 30 mấy võ đế, hơn 100 võ thánh. Và cả hơn 1000 võ giả cảnh giới khác đều bị Diệp Bắc Phong giết hết. Cái danh sát thần, uy chấn cả Côn Luân Hư. Cánh tay của Tiêu Dung Phi run lên. Nước trà nóng rơi lên ngực. Áo ngực mỏng manh trở nên trong suốt. Từ góc nhìn của Tiêu Nhã Phi nhìn qua, đường nét của hai tòa núi hiện lên, qua. Chị, của chị cũng thật ra gì đấy. Tiêu Dung Phi tóm lấy cánh tay của Tiêu Nhã Phi, Tiểu Nhã, em nói gì? Anh ta, một mình anh ta giết 10 mấy võ thần. Làm sao có thể? Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, cả Côn Luân Hư như xảy ra động đất, chấn rung lên kịch liệt. Rất nhiều tông môn và gia tộc chấn động. Có chuyện gì vậy? Đột nhiên xảy ra động đất. Bắt nguồn từ đâu? Mau tìm cho tôi. Phần Thiên Tông. Đám người Phần Thiên Tông như Y Thượng Khôn, Y Nam Tương nhìn chằm chằm tòa núi lửa trong Phần Thiên Tông. Một con chân long được ngưng tụ từ huyết quang khủng bố chiếm cứ tòa núi lửa đó. Dữ tợn. Gầm thét. Uy nghiêm. Trong đôi mắt của họ là vẻ chấn hãi vô tận. Y Nam Tương há cái miệng nhỏ, nuốt nước miếng, bố, có chuyện gì vậy? Hiện tượng lạ đáng sợ như này, đám người Phần Thiên Tông chưa từng thấy qua. Bọn họ chỉ biết, 7 ngày trước, sau khi Tông chủ tiến vào ngọn núi lửa, thì không ra nữa. 7 ngày sau, trên không trung ngọn núi lửa xuất hiện hiện tượng lạ đáng sợ như này. Bỗng nhiên,
Một ông lão của Phần Thiên Tông kích động hô lên, đây là dị tượng. Hiện tượng thần khí sắp xuất thế. Tông chủ sắp rèn đúc ra một món thần khí. Lúc này, sâu dưới lòng đất núi lửa, Phần Thiên Chi Diễm cháy lên dữ dội, bao trùm một thanh đoạn kiếm đầu rồng. Ở một bên khác, hỗn độn hắc kim đó đã hoàn toàn tan chảy. Sức mạnh của Phần Thiên Chi Diễm khiến kiếm đoạn long và hỗn độn hắc kim kết hợp với nhau. Sức mạnh của dị hỏa đang thiêu cháy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng kích động, cậu nhóc giỏi lắm, tôi chưa từng nghĩ rằng việc mà mấy chục đời ký chủ của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không hoàn thành được, mà cậu làm được. Long đế cũng bị chấn động, vãi, mẹ kiếp, cậu nhóc cậu đúng là nhân tài. Nếu thanh kiếm này được khôi phục hoàn toàn, rốt cuộc có thể phát huy ra sức mạnh thế nào? Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm trọng, nhìn chằm chằm dị hỏa đang bùng cháy. Anh không mặc gì hết. Tất cả quần áo đã bị ngọn lửa thiêu cháy sạch sẽ. Huyết dịch trong cơ thể Diệp Bắc Minh cũng đang sôi sục. Anh quát một tiếng, tôi lấy thân phận là chủ của kiếm đoạn long, ra lệnh, khôi phục cho tôi. Gru! Một tiếng rồng gầm vang khắp cả Phần Thiên Tông. Tầng mây trong bán kính mấy trăm dặm đều bị đánh đến tiêu tan. Trong kiếm đoạn long bùng phát ra một luồng sức mạnh thần bí. Một nửa thanh kiếm bị biến mất dần được hình thành. Một con thương long màu đen hoàn chỉnh chiếm cứ trên thân kiếm. Thân kiếm màu đen khí thế hào hùng. Một con thương long quấn quanh, dường như muốn xông phá bầu trời. Liền sau đó, tiếng cười điên cuồng của Diệp Bắc Minh vang lên, ha ha ha, thành công rồi. Thành công rồi. Kiếm đoạn long, khôi phục rồi. Trên không trung Phần Thiên Tông, rồng gầm vang trời. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long hoàn chỉnh, cảm thấy như nắm một ngôi sao. Sức mạnh vô cùng vô tận ập đến. Gru! Trong kiếm đoạn long, phát ra tiếng chân long gầm thét. Lúc này, giữa Diệp Bắc Minh và kiếm đoạn long dường như có thêm một mối quan hệ. Anh thấp giọng nói, ông bạn, ông cũng không chờ được nữa rồi phải không? Gru! Kiếm đoạn long chấn động, như đang đáp lại Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nói nhỏ, muốn tôi đặt lại tên cho ông bạn không? Dù sao, trước đây ông là một con đoạn long. Vì thế mới có tên kiếm đoạn long. Bây giờ, ông đã được khôi phục hoàn toàn. Gru, kiếm đoạn long kích động, Diệp Bắc Minh hơi tóm không chặt. Anh tỏ sắc mặt kỳ lạ, hình như kiếm đoạn long từ chối đổi tên. Diệp Bắc Minh cau mày, ông không muốn đổi tên. Tại sao? Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, bản thân kiếm đoạn long có cách nghĩ của mình. Nó không phải vật bình thường, sau khi đi theo cậu. Vẫn luôn gọi là kiếm đoạn long. Bây giờ đột nhiên đổi tên, không chừng nó không thích ứng được. Hơn nữa, cái tên cũng chỉ dùng để gọi, kiếm này tên là gì vốn không quan trọng. Quan trọng là nó ở trong tay ai. Gru, kiếm đoạn long lại phát ra tiếng rồng gầm, dường như nghe thấy giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, bèn gật đầu nói, được, đã như vậy. Tên của ông bạn vẫn là kiếm đoạn long. Một chữ cũng không đổi. Gru, kiếm đoạn long điên cuồng chấn động, vô cùng hưng phấn, một luồng hào quang màu đỏ máu từ trong thân kiếm bùng phát ra. Kiếm khí hoành hành. Diệp Bắc Minh khó khăn lắm mới vỗ về được kiếm đoạn long, ra đi khỏi núi lửa, sau khi thay quần áo thì đến trước đám người Phần Thiên Tông. Đám người Y Thượng Khôn kích động lên nghênh đón, chúc mừng tông chủ, khôi phục thần khí thành công. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, tôi phải rời khỏi Phần Thiên Tông một chuyến, mọi người tiếp tục phát triển Phần Thiên Tông. Nếu có khó khăn gì, cứ liên lạc với thương hội nhà họ Ngô ở Côn Luân Hư, báo tên của tôi là được. Rõ. Đám người Phần Thiên Tông cung tiễn Diệp Bắc Minh rời đi. Lưu Ly Tông, Nhược Giai, anh đến đây. Chân trước Diệp Bắc Minh vừa rời khỏi Phần Thiên Tông, mười mấy bóng hình âm thầm xuất hiện. Họ đứng trên đỉnh núi. Kiêng sợ nhìn về hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Một ông lão mù nói nhỏ, cậu nhóc này, vừa nãy gây ra tiếng động lớn như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Bà lão bên cạnh hiện ánh mắt lạnh như băng, nhìn về hướng Phần Thiên Tông, việc này còn không đơn giản, chúng ta tiến thẳng vào Phần Thiên Tông, bắt vài người hỏi là được rồi. Không được. Một ông lão mặc đạo bào khác vuốt râu, kẻ này thâm sâu khó lường, thực lực cũng rất khủng bố. Chỉ cần không có xích mích với cung tuyết thần chúng ta không cần thiết phải chọc vào cậu ta. Bà lão không phục, chúng ta cũng không sợ cậu ta.
Ông lão mặc đạo bào lắc đầu, chúng ta không sợ, nhưng bà có chắc chắn có thể giết chết được cậu ta không? Nhìn tác phong làm việc của cậu ta, chắc chắn là người sát phạt quyết đoán. Nếu chúng ta ra tay, trừ phi có thể diệt cỏ tận gốc. Nếu không, để hắn chạy được, cho dù hắn không làm gì được chúng ta, liệu có sợ hắn tìm con cháu của chúng ta báo thù không? Ông lão mù gật đầu, dược trưởng lão nói đúng, chúng ta vẫn nên đừng lo chuyện bao đồng nữa. Nghe thấy lời này, bà lão trầm mặc. Liền sau đó, bà lão chuyển giọng điệu, tôi nghe nói trong tổ địa có rất nhiều thế lực chạy ra ngoài, tìm kiếm kẻ may mắn, chủ của Côn Luân hư tương lai. Sát thần này, chắc không phải có liên quan đến kẻ may mắn chứ. Ông lão khác cũng kinh hãi. Bầu không khí im lặng như tờ. Không biết qua bao lâu. Giọng của ông lão mù vang lên, nếu cậu là kẻ may mắn, thì tiếp sau đây Côn Luân hư náo nhiệt rồi. Dù sao, người sống sót đến cuối cùng mới là kẻ may mắn thực sự. Nếu chết giữa đường, cho thấy cậu ta không phải. Nửa ngày sau, ở Lưu Ly Tông. Cổng núi vô cùng khí thế, hơn trăm đệ tử của Lưu Ly Tông canh gác ở nơi này. Cách cách cách. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Đám người Lưu Ly Tông ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người cúi đầu chậm rãi đi đến. Một thanh niên trẻ quát lớn một tiếng, đứng lại. Phía trước là trọng địa Lưu Ly Tông, người nào không có thiếp không được vào trong. Người đó ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó. Đồng tử của đám người Lưu Ly Tông điên cuồng co lại, mày. Sát thần Diệp Bắc Phong. Suýt, hơn trăm đệ tử Lưu Ly Tông sợ đến hít khí lạnh, sượt 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 lùi lại, mày, Diệp Bắc Phong, mày đến Lưu Ly Tông làm gì? Diệp Bắc Minh lướt mắt nhìn tất cả mọi người, cho các người 3 phút. Bảo tông chủ của Lưu Ly Tông ra gặp tôi. Bảo tông chủ ra gặp mày. Đám người Lưu Ly Tông trợn mắt há hốc miệng. Khẩu khí lớn thật đấy. Đệ tử dẫn đầu tức giận nói, Diệp Bắc Phong, mày tưởng Lưu Ly Tông là nơi nào, mày. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời với anh ta, bước ra một bước. Lôi ảnh trùng trùng. Toàn bộ hơn trăm đệ tử bị đánh bay ra, anh trực tiếp tiến vào cổng của Lưu Ly Tông. Đến quảng trường. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, tông chủ Lưu Ly ra đây gặp tôi. Giọng như sét đánh lập tức vang khắp cả Lưu Ly Tông. Soạt, rất nhiều ánh mắt cùng nhìn về hướng quảng trường. Trên thần nữ phong, cơ thể của Mộc Tuyết Tình run lên, kinh hồn bạt vía nói, là anh ta. Sao anh ta lại đến đây? Làm sao có thể? Một bà lão đi đến, gương mặt già nua dao động, là chồng chưa cưới của Nhược Giai ở giới phàm phục sao? Mộc Tuyết Tình kinh sợ cúi đầu, sư phụ, chính là anh ta. Nếu Diệp Bắc Minh biết tình hình hiện giờ của Nhược Giai, chúng ta phải ăn nói thế nào với anh ta? Bà lão cười lạnh lùng, đệ tử của sư phụ, còn phải giải thích với cậu ta cái gì? Đi thôi, sư phụ đi gặp cậu ta. Rốt cuộc là ai mà dám xông vào địa bàn của Lưu Ly Tông? Một lát sau, mười mấy vạn người tập trung trên quảng trường của Lưu Ly Tông. Rất nhiều ánh mắt đều dồn lên Diệp Bắc Minh. Hiếu kỳ, bất ngờ, chấn hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, sát thần Diệp Bắc Phong khuấy đảo Côn Luân hư đến gió tanh mưa máu, long trời lở đất lại xuất hiện ở Lưu Ly Tông. Khoảnh khắc Mộc Tuyết Tình nhìn thấy Diệp Bắc Minh, cơ thể run lên dữ dội. Đồng thời, Diệp Bắc Minh cũng phát hiện ra Mộc Tuyết Tình. Soạt, đồng thời, Diệp Bắc Minh cũng chú ý đến bà lão bên cạnh Mộc Tuyết Tình. Bóng hình này, Diệp Bắc Minh không thể nào quên. Anh đã từng thấy bà lão này trong hình ảnh camera giám sát của thành phố Trung Hải. Chính bà ta đã bắt Chu Nhược Giai đi. Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay, không hề do dự xông về phía bà lão này, huyết khí và uy áp ngút trời khóa chặt bà ta. Sắc mặt bà lão tái xanh, bà ta là thái thượng trưởng lão của Lưu Ly Tông, quản lý thần nữ phong. Ở trước mặt bà ta, tông chủ cũng phải nể mặt ba phần. Diệp Bắc Minh lấy đâu ra cảm đảm. Sau khi nhìn thấy bà ta, lại trực tiếp ra tay với bà ta trước mặt mười mấy vạn đệ tử của Lưu Ly Tông. Toàn thân bà lão run lên, tức giận quát một tiếng, nhóc con, cậu thật to gan. Dám động sát ý ở Lưu Ly Tông, cậu thực sự cho rằng Côn Luân hư không ai có thể trị được cậu sao? Bà lão không hề có ý né tránh, giơ tay bày thế vuốt chim ưng, tóm về phía nắm đấm của Diệp Bắc Minh. Ánh mắt của bà ta lóe lên sát ý băng lạnh.
Một luồng khí tức võ thần hậu kỳ truyền ra. Chẳng trách bà ta vẫn dám ra tay như vậy dù ở trước mặt sát thần, thì ra bà ta có thực lực võ thần hậu kỳ. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy ra kiếm Đoạn Long hoàn chỉnh, sát ý bùng phát, ông bạn, cho tôi thấy uy lực của ông bạn đi. Gru, tiếng rồng gầm vang khắp cả Lưu Ly Tông. Kiếm Đoạn Long dường như có sự sống, chém về phía bà lão. Không ổn. Bà lão cảm nhận được khí tức khủng khiếp của kiếm Đoạn Long. Ý giết hại và tử vong lan tràn. Bà ta muốn tránh, nhưng không kịp. Chân nguyên trong cơ thể bà ta bộc phát, cắn chặt răng, giỏi lắm nhóc con, mày còn muốn giết bà. Vậy thì không giữ lại mày được rồi. Mày chết rồi, con đường tu võ của nhược giai mới càng thuận lợi. Giọng bà ta khàn khàn, lạnh leo như đao. Con người Diệp Bắc Minh lóe lên khí lạnh, kiếm Đoạn Long chém xuống. Trong nháy mắt tiếp xúc với cánh tay bà lão. Cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Phụt, cánh tay bà lão trực tiếp nổ tung, cả người như bị sét đánh. Giống như chó chết bay ra ngoài. Bùm, ngã trên đất, đập thành một cái hố sâu. Gân mạch toàn thân nát hết. Xương cắt ra, đan điền tan vỡ, cả người hoàn toàn bị phế. Phụt, bà lão phun ra một ngụm máu tươi, nét mặt già nua tái nhợt, tràn đầy khiếp sợ, tay chỉ vào Diệp Bắc Minh, mày sao dám. Dưới kiếm Đoạn Long hoàn chỉnh, võ thần hậu kỳ không ngăn nổi một kích. Đây là kết quả Diệp Bắc Minh hạ thủ lưu tình. Anh muốn hỏi ra tung tích của Chu Nhược Giai. Nếu không một kiếm này chắc chắn sẽ chém bà lão thành xương máu. Diệp Bắc Minh đi tới trước mặt bà lão, nặng nề dẫm lên ngực bà ta. Bộ ngực vốn khô đét của bà ta lập tức lõm xuống, giọng nói giống như thần chết truyền tới, tôi cho bà một cơ hội cuối cùng, giao Nhược Giai ra. Nếu không, chết. Cái này. Ra đầu đám người Lưu Ly Tông như sắp nổ bể. Kinh khủng. Con mẹ nó quá kinh khủng. Bà lão này chính là phong chủ của thần nữ phong, một vị thái thượng trưởng lão võ thần hậu kỳ. Mẹ kiếp. Đám người Lưu Ly Tông nhìn thấy cảnh này, con người co lại, sợ đến choáng váng. Bọn họ chỉ nghe nói qua uy danh của sát thần, cũng chưa từng thấy sát thần ra tay. Hôm nay xem như đã nhìn thấy rồi. Mắt đẹp của Mộc Tuyết Tình trợn tròn, gần như trợn trừng con ngươi rớt ra ngoài, sư phụ. Dừng tay, Diệp Bắc Phong, nơi này là Lưu Ly Tông, không đến lượt cậu ngang ngược. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh băng truyền tới. Người nói chính là một người đàn ông trung niên, khí tức cấp trên, khiến người ta có cảm giác không giận tự uy. Sau lưng ông ta xuất hiện mười mấy lão giả, đều là cảnh giới võ thần. Tông chủ Lưu Ly Tông và mười mấy phong chủ xuất hiện. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh đầy kiêng kỵ. Gần như đáy mắt tất cả mọi người đều thoáng qua vẻ hoảng sợ, nhóc con này sao lại xông vào Lưu Ly Tông? Mấy ngàn năm qua chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Người đàn ông trung niên quát lên, Diệp Bắc Phong, cậu còn không thả phong chủ của thần nữ phong ra. Diệp Bắc Minh lạnh lùng quay đầu, nhìn người đàn ông trung niên lên tiếng, ông chính là tông chủ Lưu Ly Tông. Tôi đến đây chỉ có một chuyện. Đưa vị hôn thê Chu Nhược Giai của tôi đi. Chỉ cần cô ấy an toàn không sao, tôi lập tức đi ngay. Tông chủ Lưu Ly Tông quát lạnh, Chu Nhược Giai bây giờ là đệ tử của Lưu Ly Tông, lại là đệ tử thân truyền của trưởng lão Từ. Cậu tiến vào Lưu Ly Tông, nói mang cô ta đi là mang đi. Coi Lưu Ly Tông là nơi nào? Trong vô hình, mười mấy lão giả cảnh giới võ thần từ từ tản ra. Vây quanh Diệp Bắc Minh trong đó. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Diệp Bắc Minh cười, ha ha ha, các người bắt Chu Nhược ra đi, ép cô ấy đưa về Lưu Ly Tông. Đã hỏi qua ý kiến cô ấy chưa? Hỏi qua ý kiến của bố mẹ cô ấy chưa? Hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Bây giờ tôi đến cửa đòi người, các người còn chuẩn bị bao vây tấn công tôi. Anh khẽ gật đầu, nếu đã như vậy, không có gì đáng nói. Tông chủ Lưu Ly Tông gầm lên một tiếng, đừng nói nhảm với hắn. Bắt tên này lại rồi nói. Trong nháy mắt, mười mấy thái thượng trưởng lão võ thần cùng ra tay. Trong không khí, các loại công kích như hổ gầm long ngâm, kiếm khí, quyền kính, đao mang. Đánh tới. Từ trường xung quanh cũng nảy sinh thay đổi, không khí vặn vẹo. Con người Diệp Bắc Minh lạnh băng. Một chân đạp ngực bà lão, kiếm Đoạn Long càn quét. Xích. Một đường kiếm khí khủng khiếp chém ra, kiếm khí tàn phá. Trong nháy mắt, cuồng phong trên quảng trường dâng trào,
trong nháy mắt hóa thành tu la địa ngục. Ầm, ba vị lão giả đứng đầu nổ tung tại chỗ, hóa thành một mảng xương máu. Lục phủ ngũ tạng của tông chủ Lưu Ly Tông và thái thượng trưởng lão khác gần như sắp nổ tung, chấn động lui về phía sau, khóe miệng chảy máu tươi. Mày! Tông chủ Lưu Ly Tông mặt đầy khiếp sợ, mày mới là cảnh giới võ tôn trung kỳ. Thanh kiếm này vậy mà có thể phát huy ra uy lực lớn thế sao? Những thái thượng trưởng lão khác cũng nhìn chằm chằm kiếm Đoạn Long trong tay Diệp Bắc Minh. Chắc chắn là vì thanh kiếm Đoạn Long này. Nếu không võ tôn trung kỳ không thể nào giết võ thần được. Kiếm đến tay, lại khiến võ giả võ tôn trung kỳ có thể giết võ thần trong nháy mắt. Ước chừng bước ngang qua ba cảnh giới lớn. Quá kinh khủng. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nói nhảm, giống như một sát thần chân chính, hôm nay không giao nhược giai ra, tôi liền giết Lưu Ly Tông. Giết! Con người ông ta ứ máu, gầm thét một tiếng. Toàn thân sát khí ngút lên cao. Quảng trường Lưu Ly Tông trong nháy mắt hóa thành thế giới máu. Tàn sát, tử vong, sợ hãi, các loại khí tức tấn công tới. Một đường kiếm mang màu máu hóa thành máu rồng, xông về phía đám người Lưu Ly Tông. Đột nhiên, một giọng già nua truyền tới, mang theo uy nghiêm vô tận, dừng tay. Ầm. Sau đó một ấn ký quả đấm từ trên trời giáng xuống, đập về phía kiếm khí của Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt tan rã. Giọng nói tháp càn khôn chấn ngục truyền tới, nhóc con, cảnh giới tiên thiên. Trong Lưu Ly Tông có võ giả cảnh giới tiên thiên chấn giữ. Soạt. Diệp Bắc Minh quay đầu, nhìn sâu về phía Lưu Ly Tông. Soạt. Một khắc sau. Đám người của Lưu Ly Tông không nhìn được quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía cấm địa của Lưu Ly Tông. Là lão tổ. Lão tổ bế quan đi ra. Đám người tông chủ Lưu Ly Tông hết sức vui mừng, lão tổ. Xin hãy ra tay trấn áp người này. Điều khiến người ta bất ngờ đó là giọng nói của lão tổ truyền tới, giao hôn thê của người này ra, để hắn rời đi. Cái gì? Đám người tông chủ Lưu Ly Tông trợn tròn mắt. Bà lão ngây người, sau đó gầm hét lên, lão tổ, sao người có thể? Giọng nói lão tổ Lưu Ly Tông truyền tới, bắt đầu từ bây giờ, đuổi trưởng lão tử của thần nữ phong ra khỏi Lưu Ly Tông. Còn Chu Nhược Giai, anh bạn Diệp có thể mang đi. Anh bạn Diệp có thể nể mặt tôi, đừng giết hại những người khác của Lưu Ly Tông nữa. Đám người Lưu Ly Tông ngơ ngác. Lão tổ lại, nhận thua. Mặc dù không trực tiếp nhận thua. Nhưng ý tứ của lời này chính là nhận thua. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, được. Sắc mặt bà lão từ xanh mét hóa trắng bệch, gào thét về phía cấm địa của Lưu Ly Tông. Lão gia, ông nói gì vậy? Đuổi tôi ra khỏi Lưu Ly Tông. Sao ông có thể làm như vậy? Bà đây cống hiến ít hơn ai có mặt ở đây. Xung quanh im lặng như tờ. Không ai trả lời bà lão. Lúc này, giọng Diệp Bắc Minh lạnh băng truyền tới, Nhược Giai đâu? Anh đã bảo tháp càn khôn chấn ngục dùng vạn lý truy tung tìm kiếm từ trước. Lúc này Chu Nhược Giai không ở Lưu Ly Tông. Bà lão điên cuồng cười lớn, ha ha, nhóc con, dù bà đây có chết. Cũng sẽ không nói cho mày đâu. Mày muốn biết tung tích của Nhược Giai? Kiếp sau đi, dù gì bà đây cũng đã bị phế, sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mày giết tao đi. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ha ha, muốn chết hả, không đơn giản vậy đâu. Bù! Hai mắt anh chợt lóe, hai tia huyết quang xâm nhập vào hai mắt bà lão. Siêu hồn, huyết hồn chú. Trong phút chốc, tất cả những tin tức liên quan đến Chu Nhược Giai trong đầu ba lão rơi vào đầu Diệp Bắc Minh. Bà cho Nhược Giai uống nước phong tình. Diệp Bắc Minh mặt đầy phẫn nộ. Cúi đầu nhìn bà lão như nhìn một người chết. Giây tiếp theo. Anh nhướng mày, tìm thấy tin tức mới nhất của Chu Nhược Giai, nhà họ Trịnh, đất tổ Côn Luân Hư. Bà vì tư lợi cá nhân mà bán Nhược Giai cho nhà họ Trịnh. Lúc này, trong đầu bà lão lại không còn bất kỳ bí mật gì nữa. Đất tổ Côn Luân Hư ở trên long mạch Côn Luân Hư. Được trời ưu đãi. Chiếm lượng lớn khí vận ở Côn Luân Hư. Lớp lớp võ giả thiên phú nghịch thiên xuất hiện, chiếm gần như trên 90% tài nguyên tu võ của Côn Luân Hư. Đất tổ Côn Luân Hư có kết giới. 30 năm mở một lần. Chỉ cần có thể đi vào đất tổ, chắc chắn cá chép hóa rồng. Nhà họ Trịnh, một trong những thế lực của đất tổ Côn Luân Hư. Bà lão tên là Từ Huệ, bà ta bán Chu Nhược Giai cho nhà họ Trịnh chính là để bản thân nhận được che chở.
thoát khỏi Lưu Ly Tông, tiến vào trong đất tổ. Ha 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 ha. Sau khi Diệp Bắc Minh biết được toàn bộ tin tức, cười lạnh không dứt, Tử Tuệ, bà đúng là tội đáng muôn chết. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, 13 cây kim vàng bay ra ngoài. Lập tức lao trong cơ thể bà lão. Kim bạc cứu người. Kim vàng đoạt mệnh. Quỷ môn thập tam châm lần đầu xuất hiện cả 13 cây. A! À, bà lão hét giống lên. Giống như có một đám ác quỷ đang xé linh hồn bà ta, nét mặt già nua vặn vẹo. Xương cốt toàn thân kêu, rắc rắc. Bắp thịt co rút, không ngừng run rẩy. Bà lão sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh, van, van xin cậu giết tôi đi. Tôi có rất nhiều tài sản, giao cả cho cậu. Giết tôi đi, mau lên, cầu xin cậu giết tôi. Cơ thể bà lão vặn vẹo theo một tư thế vô cùng kinh khủng, điên cuồng cầu xin tha thứ, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu. Diệp Bắc Minh buồn cười, thật sự muốn gì cũng được. Ầm ầm ầm. Bà lão không ngừng dập đầu, đúng đúng đúng. Cái gì cũng được. Trong lòng ảo tưởng một tia may mắn. Chỉ cần tên sát thần thả mình ra, bà làm gì cũng được. Diệp Bắc Minh cười giễu cợt, tôi muốn mạng bà. Bà lão chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt trợn trừng, mày. Diệp Bắc Minh lập tức xoay người rời đi, hưởng thụ cho tốt vào, quỷ môn thập tam châm ngoài tôi và sư phụ tôi ra, không ai có thể hóa giải. Không, đừng, cầu xin cậu đừng đi. Bà lão phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, ma quỷ, mày đúng là ma quỷ. Tử Tuệ, tao có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên quảng trường của Lưu Ly Tông. Đám người Lưu Ly Tông nhìn theo hướng Diệp Bắc Minh rời đi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơ thể mềm mại của Mộc Tuyết Tình run lên, sát thần, anh ta thật sự là sát thần. Hoảng sợ nhìn về phía bà lão, sư phụ. Trước khi đi đến đất tổ Côn Luân Hư, Diệp Bắc Minh đi một chuyến đến thành Côn Luân trước. Tiến vào thương hội nhà họ Ngô. Một đám người khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Chủ nhân, thiếu chủ, đám người Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo, Lăng Thi Âm đều ở đây. Ngoài bọn họ ra, thư ký Tiền cũng tiến vào trong Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, thư ký Tiền cũng tới. Thư ký Tiền mỉm cười, Long Soái, bây giờ Long Quốc yên ổn chưa từng có. Chúng tôi muốn các tướng sĩ Long Hồn tiến vào Côn Luân Hư lịch luyện. Bồi dưỡng võ giả thực lực mạnh cho Long Quốc. Diệp Bắc Minh nhìn thư ký Tiền, đây là ý của sư huynh sao? Thư ký Tiền nghiêm túc nói, là ý của Long Chủ, cũng là ý của hội trưởng lão. Trước kia Long Quốc nằm trong khống chế của người bảo vệ gia tộc, mà người bảo vệ gia tộc lại độc quyền con đường tiến vào Côn Luân Hư. Hôm nay Long Soái cậu lại đứng vững được ở Côn Luân Hư, trách nhiệm nặng nề phục hưng Long Quốc lại đặt lên vai cậu rồi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ chốc lát. Lặng lẽ gật đầu, được. Thư ký Tiền mừng rỡ, cảm ơn Long Soái. Nhưng, Diệp Bắc Minh tiếp tục nói, tôi chỉ phụ trách 3.000 tướng sĩ đội thiên cơ kia để thăng đến cảnh giới võ tôn, còn những cái khác phải dựa vào chính bọn họ. Anh có thể giúp đỡ, nhưng không làm bảo mẫu. Giết, võ tôn. Thư ký Tiền hít ngược hơi lạnh, vội vàng gật đầu đồng ý, đủ đủ. Hoàn toàn đủ thưa Long Soái. 3.000 võ tôn đủ để Long Quốc mở quy mô đặt chân vào Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh lập tức nói, dẫn tướng sĩ đội thiên cơ đến thành Côn Luân, chờ tôi rảnh rỗi thì bắt đầu huấn luyện bọn họ. Được. Thư ký Tiền trả lời, vội vã rời đi. Ông ta mang tin tức này về. Thư ký Tiền vừa rời đi, con người Diệp Bắc Minh cứng lại, Vạn Lăng Phong. Có thuộc hạ. Vạn Lăng Phong tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, để tiểu đội sát thần tiến vào Côn Luân Khư, tạm thời dùng người của Học viện Thiên Thần và Cung Hạo Miểu luyện tay. Rõ. Vạn Lăng Phong đáp lại. Ngô Khinh Diên hoảng sợ thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Học viện Thiên Thần và Cung Hạo Miểu là thế lực hạng hai đó. Lăng Thi Âm. Có thuộc hạ. Thiết lập trụ sở chính Vạn Bảo Lâu ở thành Côn Luân. Lăng Thi Âm trong lòng kích động, rõ. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Ngô Khinh Diên, Ngô Khinh Diên cô toàn lực phối hợp với Lăng Thi Âm, nhất định phải khiến Vạn Bảo Lâu trở nên lớn nhất, mạnh nhất. Thứ nhất, kiếm cho tôi số lượng khối nguyên lớn. Thứ hai, tôi cần lượng lớn tài nguyên tu võ. Anh muốn để thăng thế lực của mình. Cần tài nguyên tu võ. Còn muốn hồi phục tháp càn khôn chấn ngục, càng cần số lượng lớn khối nguyên. Sau này chắc chắn phải đi Hoàng Triều Đại Chu,
tìm tung tích của mẹ. Thực lực của mọi người không đề thăng, anh cũng không yên tâm. Ngô Khinh Diên không dám thờ ơ, tuân lệnh, cậu Diệp. Cuối cùng Diệp Bắc Minh dặn dò, Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo toàn lực phối hợp với bọn họ. Rõ. Lâm Thương Hải và Đường Thiên Ngạo tiến lên một bước, cung kính cúi người. Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh phất tay, mấy trăm chiếc nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất. Chằng chịt. Đây là... Mấy người cả kinh. Diệp Bắc Minh nói, đây là tài nguyên tu võ tôi tịch thu sau khi chém chết võ giả. Bên trong có đầy đủ võ kỹ, công pháp, binh khí các loại, mấy người dựa theo nhu cầu của mình chọn là được. Số đồ còn lại để Vạn Bảo Lâu và nhà họ Ngô bán là được. Lăng Thi Âm cầm một chiếc nhẫn chứa vật, mở ra nhìn, rít. Trời ơi, vũ khí cấp thiên, vũ khí phụ ma cấp 4. Vạn Lăng Phong nắm mấy chiếc nhẫn chứa vật, run rẩy, mẹ nó. Nhiều bảo bối vậy, chúng ta sắp giàu rồi. Lâm Thương Hải kích động khóc, thiếu chủ, những thứ này đều cho chúng tôi. Đường Thiên Ngạo hét lên tại chỗ, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Lão đại à, tôi yêu cậu chết mất. Không ngờ Đường Thiên Ngạo tôi chẳng những làm minh chủ võ lâm Long Quốc, còn mẹ nó còn tiến vào Côn Luân Hư. Tôi còn phải làm minh chủ võ lâm Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn ông ta, vậy phải xem ông tự mình cố gắng. Trong một sơn cốc lối vào đất tổ Côn Luân Hư. Các ngày đất tổ mở còn 2 ngày. Trong sơn cốc người người tấp nập, đều là võ giả trẻ tuổi. Thanh niên bình thường đều có tiền bối của gia tộc đi cùng, người một thân một minh đến đây chỉ có Diệp Bắc Minh. Thu hút chú ý của một vài võ giả. Anh cũng không dịch dung, mà lộ ra tướng mạo thật. Vì vậy, không ai nhận ra anh. Ha ha, võ tôn trung kỳ mà cũng dám đến đây. Chẳng lẽ cho rằng ai cũng có thể tiến vào được đất tổ Côn Luân Hư? Mấy võ giả trẻ tuổi ngạo mạn nhiều lời nói. Bọn họ mang đến bàn ghế, lều vải. Vừa uống trà vừa chờ. Diệp Bắc Minh đi thẳng đến trước mặt một cậu thanh niên, tôi muốn chỗ này. Soạt. Giây tiếp theo. Vô số ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc này điền rồi. Khiếp sợ. Bất ngờ. Không tưởng tượng nổi. Ánh mắt cậu thanh niên vừa mở miệng ra liền híp lại, nhóc con, mày biết mình đang nói chuyện với ai không? Nhà họ Kim tao. Mấy lão giả sau lưng hắn cũng đứng lên. Diệp Bắc Minh bước vào trong lều, kéo màn che lên. Bùm! Một tiếng vang. Mùi máu tanh truyền tới. Trong lều chớp mắt yên tĩnh. Những võ giả khác bật cười lắc đầu, thằng ngu xuẩn không biết trời cao đất dày. Nhà họ Lưu là thế lực hạng ba, tên nhóc này không phải đang tự tìm cái chết sao? Hắn chán sống rồi hả? Con mẹ nó thật buồn cười, giả bộ một lúc lâu, trực tiếp bị người nhà họ Kim giết chết trong nháy mắt. Mọi người đều cho rằng Diệp Bắc Minh đã chết. Chỉ có một vài lão giả con người đông cứng, kiêng kỵ nhìn về phía lều vải nhà họ Kim. Thiếu nữ bên cạnh hỏi, ông nội, sao vậy? Cô ta tên là Hứa Yến Như, tiểu thiên tài nhà họ Hứa. Thực lực võ tôn đỉnh phong. Không tính là cao trong thế hệ trẻ Côn Luân Hư, nhưng lại xếp hạng tư trên bảng xếp hạng nữ thần Côn Luân Hư. Ở dưới Mộc Tuyết Tình, một đại mỹ nữ cực phẩm. Lão giả bên cạnh trầm giọng nói, nhóc con kia có vấn đề. Hả, có vấn đề gì? Hứa Yến Như sững sờ. Con người lão giả lóe lên, khẽ gật đầu, được rồi, đừng xen vào chuyện của người khác. Lúc này, trong lều cỏ nhà họ Kim, Diệp Bắc Minh ngồi ở trên ghế, đám lão giả nhà họ Kim ngã quỵ dưới đất, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Mẹ, 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 tình huống gì vậy? Trong lòng tất cả mọi người đều kêu gào. Vừa rồi. Trong giây lát Diệp Bắc Minh bước vào lều vải kia, người mở miệng giễu cợt anh liền bị một trường tát chết. Những người khác muốn phản kháng, lại bị một luồng sát khí ngút trời bao phủ. Bọn họ bị dọa đến mức quỳ xuống ngay tại chỗ. Giọng nói lạnh băng truyền tới, làm thế nào mới có thể vào đất tổ Côn Luân Hư? Một lão giả ngẩng đầu, mặt đầy kinh hoàng, mày, mày rốt cuộc là ai? Diệp Bắc Minh thất vọng lắc đầu, đáp một nẻo. Giơ ngón tay lên. Phốc! Một đường kình khí bắn ra. Lão giả này bị đánh gục tại chỗ. Rít! Đám người nhà họ Kim sợ đến mức toàn thân run rẩy. Giơ tay lên đánh gục võ đế sơ kỳ. Đây phải là thực lực khủng khiếp thế nào? Trong mắt một lão giả khác đỏ bừng, vội nói, đại nhân, lão Phu Kim Minh giải đáp cho cậu,
hai ngày sau sẽ có sứ giả đất tổ hạ xuống, có ba cách có thể tiến vào đất tổ. Thứ nhất, tay cầm lệnh bài huyền thiết, có thứ đồ này sẽ có được tư cách tiến vào đất tổ. Thứ hai, được sứ giả chọn chúng, có thể trực tiếp tiến vào đất tổ, nhưng xác suất quá nhỏ. Thứ ba, leo lên thang Long Môn, chỉ cần vượt qua 10 bậc thang là được. Diệp Bắc Minh tò mò, thang Long Môn. Kim Minh không dám khinh thường, nghe nói đây là do một vị cường giả đứng đầu Côn Luân Hư xây tạo, chuyên để chọn lựa thanh niên có tư cách tiến vào Côn Luân Hư. Thang Long Môn có tổng cộng 100 bậc, thanh niên dưới 200 tuổi chỉ cần vượt qua 10 bậc là có thể tiến vào đất tổ. Vượt qua 20 bậc chính là miếng bánh ngọt mà các thế lực lớn tranh đoạt. Vượt qua 30 bậc, bất kỳ thế lực nào có thể tùy tiện chọn, tùy tiện gia nhập. Diệp Bắc Minh hỏi tiếp, cao nhất trong lịch sử là bao nhiêu bậc? Kim Minh trả lời, lịch sử cao nhất hình như là 90 bậc. Thang Long Môn rất kinh khủng, trước 90 bậc, mỗi lần leo lên một bậc đều tăng thêm 10% áp lực. Sau 90 bậc, mỗi lần leo lên một bậc, áp lực tăng gấp đôi. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Ánh mắt anh lóe lên, phất tay, một viên lệnh bài huyền thiết xuất hiện. Còn người đám người nhà họ Kim đông cứng lại, nhìn chằm chằm lệnh bài huyền thiết, rít. Đại nhân, cậu có lệnh bài huyền thiết. Diệp Bắc Minh cười thần bí, giúp tôi bán lệnh bài huyền thiết. Cái gì? Bán đi. Đám người nhà họ Kim kinh hãi. Kim Minh vội bói, đại nhân, có lệnh bài huyền thiết có thể trực tiếp tiến vào đất tổ. Cậu nỡ bán sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, sao cũng được, một miếng lệnh bài huyền thiết thôi mà, chẳng có tác dụng gì lớn. Trong nhẫn chứa vật của những võ thần anh chém chết kia cơ bản đều có một hai miếng lệnh bài huyền thiết. Ngoài miếng lệnh bài huyền thiết mẹ để lại ra, trong tay Diệp Bắc Minh có gần 20 miếng lệnh bài huyền thiết. Nếu như võ giả ngoại giới biết, e rằng sẽ sợ chết khiếp. Kim Minh vội vàng giải thích, đại nhân, có lệnh bài huyền thiết không những có thể gia nhập thế lực đất tổ, còn có thể chọn lựa một vài võ kỹ cấp thần trong thế lực kia để học tập. Mà võ giả thông qua thang Long Môn cũng không có may mắn này. Đương nhiên, trừ phi có thể vượt qua trên 30 bậc thang Long Môn, vậy có thể chọn một loại võ kỹ cấp thần học tập. Cậu bán lệnh bài huyền thiết, quá lãng phí. Diệp Bắc Minh bất ngờ nhìn người này, tôi vừa giết người của mấy ông còn muốn giải thích nhiều với tôi làm gì? Kim Minh khẽ mỉm cười, người chết rồi cũng không có giá trị. Là Kim Diệu Tông giễu cợt đại nhân, bị đại nhân một tát đập chết, là ông ta tự làm tự chịu. Diệp Bắc Minh nhìn thật sâu người này. Anh rất thích trao đổi với người thông minh. Kim Minh rất giỏi, biết nhận định tình hình. Anh nhàn nhạt nói, lệnh bài huyền thiết vô dụng với tôi, bán đi. Kim Minh nuốt nước miếng, cắn răng nói, đại nhân, nếu cậu muốn bán miếng lệnh bài này, nhà họ Kim tôi mua. Diệp Bắc Minh nói, 500.000 khối nguyên. Mấy lão giả nhà họ Kim trợn tròn mắt nhìn nhau. Mấy người bàn bạc một chút. Cuối cùng cắn răng, được, vậy thì 500.000 khối nguyên. Mấy lão giả lấy hết của cải ra. Các loại dược liệu, vật liệu, binh khí, thậm chí cả đan dược cũng đổi. Cuối cùng gom đủ 500.000 khối nguyên. Diệp Bắc Minh cất đồ vào. Nhà họ Kim vô cùng vui vẻ. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh phất tay, trực tiếp lấy ra 18 miếng lệnh bài huyền thiết. Mẹ kiếp! Tất cả mọi người nhà họ Kim đều sợ đến ngơ ngác. Con mẹ nó tình huống gì vậy? Lệnh bài huyền thiết có thể sản xuất số lượng lớn sao? 18 miếng lệnh bài huyền thiết. Đây chính là 18 miếng lệnh bài huyền thiết đấy. Đồ mà vô số võ giả Côn Luân Hư tranh cướp bể đầu, vậy mà trong tay chàng thanh niên này lại giống như cải trắng. Một lát sau, Kim Minh từ trong lều cỏ đi ra, trong tay giơ một miếng lệnh bài huyền thiết, đấu giá một miếng lệnh bài huyền thiết, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên. Soạt, vô số ánh mắt nóng rực rơi trên lệnh bài huyền thiết. Xung quanh im ắng, ước chừng qua khoảng 10 giây. Trong nháy mắt sơn cốc nổ tung. Lệnh bài huyền thiết, thật sự là lệnh bài huyền thiết. Có người đấu giá lệnh bài huyền thiết. Tại sao lại có thể là lệnh bài huyền thiết? Mọi người sôi sùng sục. Hứa Yến như kích động kêu lên, ông nội, có lệnh bài huyền thiết rồi, cháu có thể trực tiếp tiến vào đất tổ. Khóe mắt lão giả bên cạnh nheo lại, không tiếc bất cứ giá nào, lấy lệnh bài huyền thiết. Nhà họ Chu tôi trả 350.000 khối nguyên. Nhà họ Lý trả 400.000 khối nguyên.
Mọi người vô cùng kịch liệt. Cuối cùng được nhà họ Hứa lấy đi với giá 600.000 khối nguyên. Hứa Yến như nắm lấy lệnh bài huyền thiết, cơ thể mềm mại run rẩy. Võ giả còn lại giống như quả cà thấm xương, lập tức không yên. Ai, 600.000 khối nguyên đó. Quả đúng là con số không tưởng. Gia tộc hạng ba bình thường lấy đâu ra nhiều khối nguyên như vậy. Nhà họ Từ là thế gia luyện đan, của cải thâm hậu, gia tộc võ giả bình thường như chúng ta đừng nghĩ nữa. Rất nhiều người lắc đầu than thở. Lúc này, Kim Minh lại một lần nữa đi ra từ trong lều cỏ, đấu giá miếng lệnh bài huyền thiết thứ hai, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên. Cái gì? Còn có miếng thứ hai? Trong sơn cốc lại một lần nữa im lặng. Sau tĩnh mịch ngắn ngủi, trong đám người có người gào thét. 500.000 khối nguyên. 600.000 khối nguyên. Miếng lệnh bài huyền thiết này nhanh chóng được bán với giá 700.000 khối nguyên. Nhà họ Kim không đúng lắm, có những hai miếng lệnh bài huyền thiết. Có hai miếng lệnh bài huyền thiết thì cũng thôi đi, lại còn đấu giá. Mọi người bàn tán. Lúc này, một vài thế lực hạng hai đi đến. Thiên Kiếm Tông, Huyền Lôi Cốc, Phản Âm Cốc, v.v. Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mục Tuyết Tình, Văn Nhân Mộc Nguyệt, những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Bọn họ biết được nhà họ Kim đang đấu giá lệnh bài huyền thiết, cũng ngây ngốc tại chỗ. Lôi Bằng sững sờ, đấu giá lệnh bài huyền thiết. Mặt đẹp của Tống Điệp Y biến sắc, lệnh bài huyền thiết nhà họ Kim lấy từ đâu? Đột nhiên, Kim Minh lại đi ra từ trong lều cỏ, bây giờ đấu giá miếng lệnh bài huyền thiết thứ ba, 300.000 khối nguyên. Mẹ kiếp! Điên rồi, điên rồi! Võ giả bên trong sơn cốc hoàn toàn điên cuồng, còn người ai nấy đều đỏ bừng, gần như sắp nhô ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào miếng lệnh bài huyền thiết. Lôi Bằng quát lớn, mẹ kiếp, là thật. Mộc Tuyết Tình toàn thân ngơ ngác. Văn Nhân Mộc Nguyệt cũng giật mình. Cuối cùng, miếng lệnh bài huyền thiết thứ ba được người ta dùng 650.000 khối nguyên lấy đi. Có người nói, bây giờ chắc hết rồi chứ. Giây tiếp theo, Kim Minh lại từ lều vải đi ra, đấu giá miếng lệnh bài huyền thiết thứ tư, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên. Không khí hoàn toàn im ắng. Tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Bối rối. Chưa từng thấy chuyện như vậy. Một gia tộc hạng ba mà liền một hơi có thể lấy ra 4 miếng lệnh bài huyền thiết. Ai có thể chấp nhận nổi? Rất nhanh, miếng lệnh bài thứ tư đã giao dịch xong, 680.000 khối nguyên. Có võ giả toàn thân run rẩy, sẽ không có miếng thứ năm chứ? Rất nhiều võ giả lắc đầu khẳng định, chắc chắn sẽ không đâu. Cái tát đến rất nhanh. Kim Minh lại đi ra từ trong lều, miếng lệnh bài huyết thiết thứ năm, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên. Lôi Bằng lập tức chửi tục, mẹ kiếp. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Văn Nhân Mộc Nguyệt hít một hơi lạnh, rốt cuộc nhà họ Kim có mấy miếng lệnh bài huyền thiết. Điên rồi. Mọi người sắp điên rồi. Hứa Yến như kinh hãi há miệng nhỏ nhắn, đủ để nhét vừa một củ cà rốt. Mấy lão giả cảnh giới võ đế sơ kỳ nhà họ Hứa sợ đến mức nói không nên lời. Miếng lệnh bài huyết thiết thứ năm được người ta đấu giá mang đi. Kim Minh lại một lần nữa đi ra, đấu giá miếng lệnh bài huyền thiết thứ sáu, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên. Mọi người hoàn toàn ngồi không yên được nữa. Có thế lực rối rít ra giá. Miếng lệnh bài huyền thiết này được Huyền Lôi Cốc lấy được. Chưa đến 10 giây, Kim Minh lại từ trong lều nhà họ Kim ra, đấu giá miếng lệnh bài huyền thiết thứ bảy, giá khởi điểm quen thuộc vẫn là 300.000 khối nguyên. Phụt! Mọi người trong sơn cốc muốn hộc máu. Rốt cuộc nhà họ Kim có bao nhiêu miếng lệnh bài huyền thiết? Có nhầm hay không vậy? Quá dọa người! Mẹ ơi, mình đang nằm mơ đúng không? Có vài võ giả lập tức bị dọa sợ bật khóc. Điều mọi người không chú ý đến là ở nơi cao trên sơn cốc. Hai nhóm người gần như cùng đến. Một tốp người tay áo tung bay, trang phục cổ trang trắng như tuyết. Hầu như là phụ nữ. Một tốp khác thì tóc vàng mắt xanh, vóc người thon dài. Đầu ngẩng cao. Biểu tình ngạo mạn. Ăn mặc theo lối quý tộc châu Âu từ mấy thế kỷ trước. Chính là người của cung tuyết thần và điện kỵ sĩ Thánh Long. Tiêu Nhã Phi chỉ xuống dưới, mặt đẹp khiếp sợ chị nhìn thấy chưa? Có người đang đấu giá lệnh bài huyền thiết. Đã là cái thứ bảy, hắn lấy đâu ra nhiều lệnh bài huyền thiết như vậy? Tiêu Dung Phi cau mày, chị thấy rồi.
Một người đàn ông da trắng của điện kỵ sĩ Thánh Long nhìn xuống dưới, ha ha, thú vị, nhiều lệnh bài huyền thiết như vậy. Đột nhiên, trong đám người ở Sơn Cốc truyền đến giọng nói già nua, nhiều lệnh bài huyền thiết vậy, giả sao? Lão Phu không tin, chỉ là một nhà họ Kim hạng ba mà lại có nhiều lệnh bài huyền thiết như vậy. Tên nhãi nào trong lều lăn qua đây cho Lão Phu, bớt giả thần giả quỷ đi. Một lão già đẩy đám người, kiêu ngạo đi ra. Ông ta đến từ cung Hạo Miểu, một thái thượng trưởng lão võ thần sơ kỳ. Người này chắp hai tay sau lưng, con người lạnh lùng, không chút khách khí đi tới trước mặt Kim Minh, cướp miếng lệnh bài huyền thiết trong tay ông ta. Ông, sắc mặt Kim Minh tái xanh, đang định nổi giận. Lão giả quát lớn, cút. Một trường tát Kim Minh ngã lăn trên đất. Sau đó bước đến, không chút kiêng kỵ xông vào trong lều cỏ. Giây tiếp theo, gào. Một tiếng long ngâm, sát khí ngất trời. Phụt, một tiếng vang lớn truyền ra, đầu lão giả võ thần sơ kỳ của cung Hạo Miểu bay ra ngoài. Một tiếng, bùm, rơi trên đất. Tim tất cả mọi người đều run rẩy theo âm thanh đầu người rơi xuống đất. Cái này, Sơn Cốc trong nháy mắt yên tĩnh. Vô số cặp mắt tràn đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào lều vải giống như thấy quỷ. A, Tiêu Nhã Phi hít ngược lại hơi lạnh, tim như sắp ngừng lại. Mẹ kiếp, hai chân lôi bằng như nhũn ra, sợ hãi thiếu chút nữa quỳ xuống. Cơ thể mềm mại của Mộc Tuyết Tình không nhịn được run rẩy. Mắt đẹp của văn nhân Mộc Nguyệt điên cuồng co lại, con người biến hóa không ngừng. Hứa Như Yên túm tay ông nội, nhìn chằm chằm về phía lều vải nhà họ Kim. Một võ thần xông vào lều vải, trong nháy mắt bị giết. Kim Minh mặt đầy chấn động, lặng lẽ bỏ dậy, đi vào lều vải. 10 giây sau. Ông ta lại đi ra, trong tay giơ miếng lệnh bài huyền thiết vừa rồi, vẫn đấu giá miếng lệnh bài huyền thiết, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên. Các võ giả có mặt tại đây con người co lại, giống như gặp quỷ vậy. Một số ít lão giả cảnh giới võ thần, sắc mặt nghiêm lại đến cực điểm, chẳng lẽ là hắn? Tiếng long ngâm vừa rồi quả thật quá giống. Nếu thật sự là người này thì ai dám làm bậy? Miếng lệnh bài huyền thiết thứ 7 đấu giá hoàn tất. Sau đó. Miếng thứ 8, miếng thứ 9, miếng thứ 13, miếng thứ 18, toàn bộ 18 miếng lệnh bài huyền thiết được bán đấu giá xong. Tất cả mọi người chết lặng, há to miệng nhìn về phía lều trại nhà họ Kim. 18 cái lệnh bài huyền thiết, quả thực là còn khiến người ta chấn động hơn việc giết võ thần trong một giây. Tiêu Nhã Phi không ngừng nuốt nước miếng chị, ai mà khủng bố như vậy, lại có đến tận 18 cái lệnh bài huyền thiết. Cho dù là cung Tuyết Thần chúng ta cũng không thể thu thập được 18 lệnh bài huyền thiết. Tiêu Dung Phi chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lều trại của Diệp Bắc Minh, là anh ấy sao? Nếu không phải anh ấy, vậy tiếng rồng kêu vừa rồi là như thế nào? Em nhớ trước kia lúc anh ấy giết lão già nhà họ Võ có cầm kiếm đoạn long trong tay, bộc phát ra một tiếng rồng gầm. Trong đầu, hiện lên bộ dáng của Diệp Bắc Minh. Vô cùng rõ ràng, ầm vang. Đột nhiên, phía cuối Sơn Cốc vang lên một tiếng nổ giống như có động đất. Bụi mù đầy trời, một long môn vô cùng to lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía sau long môn là 100 bậc thang. Đi đến đất tổ của Côn Lôn Hư. Một giọng nói uy nghiêm truyền đến, cánh cửa đến đất tổ của Côn Lôn Hư đã mở, mọi người hãy nhanh chóng đến tập hợp. Một lão già có dáng người cao lớn xuất hiện. Ông ta đi ra từ trong đất tổ Côn Lôn Hư. Bên trong Sơn Cốc lập tức an tĩnh lại. Lúc mọi người nhìn về hướng lão già kia chỉ có một loại cảm giác. Người này sâu không lường được giống như một vực thẳm. Lão già đứng ở cuối 100 bậc thang, ánh mắt giống như chim ưng nhìn mọi người. Lão phu tên là Hoàng Phủ Nguyên, hôm nay chủ trì mở ra thang Long Môn. Dưới 200 tuổi, mỗi người nộp 10.000 đồng. Người nào trèo lên thang Long Môn, vượt qua được 10 bậc sẽ có thể tiến vào đất tổ Côn Lôn Hư. Ngoài ra, nếu giao ra một lệnh bài huyền thiết sẽ có thể vào đất tổ Côn Lôn Hư. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe. Sợ lỡ mất một chữ. Hoàng Phủ Nguyên hét lớn một tiếng, bây giờ, bắt đầu. Sau đó ông ta khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lại. Giống như tất cả mọi chuyện đều không có liên quan gì đến ông ta vậy. Sau đó, một đám người đi tới sau lưng Hoàng Phủ Nguyên. Bọn họ nhanh chóng lao xuống bậc thang, đi vào bên trong Sơn Cốc.
Một người đàn ông trung niên ngồi ở trước thang long môn, lấy một cái bàn ra từ nhẫn chữ vật, bắt đầu báo danh. Vèo. Trong nháy mắt, một đám võ giả xông lên. Sau khi nộp 10.000 đồng liền trèo lên thang long môn. Phụt. Người tu võ thứ nhất bước lên thang long môn, một giây sau đã phun ra một ngụm máu. Không ngờ lại trực tiếp quỳ xuống. Lại có mấy võ giả tuổi trẻ bước lên trên thang long môn. Tất cả đều phải quỳ xuống đất hộc máu khi vừa bước lên bậc đầu tiên. Đậu má! Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người hoảng sợ. Mấy thanh niên đi ra từ trong đất tổ cười nhạt, đúng là vô dụng, không ngờ ngay cả một bậc bậc thang cũng không thể đi lên. Loại phế vật này tiến vào đất tổ làm gì? Đúng là sống lãng phí không khí, chết lãng phí đất. Vẻ mặt Bạch Kiều sợ ghét bỏ, vì sao loại người vô dụng này còn muốn đến tham dự thang long môn? Mẹ nó đúng là lãng phí thời gian của chúng ta. Hắn chỉ vào người tu võ bên trong sơn cốc, đám phế vật các ngươi, dưới cảnh giới võ thánh đừng đến đây góp vui nữa. Chẳng những lãng phí nguyên, mà còn lãng phí thời gian của chúng tôi. Anh Bạch nói rất đúng. Ha 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 ha. Tôi biết bên ngoài đất tổ có rất nhiều phế vật, nhưng thật sự không nghĩ tới lại có nhiều phế vật như vậy. Mấy người trẻ tuổi không kiêng nể gì mà cười. Căn bản không hề để đám người tu võ vào mắt. Sắc mặt mọi người tối đen, gân xanh nổi đầy trán, giận mà không dám nói gì. Để tôi đến thử xem. Lôi Bằng nộp 10.000 đồng rồi trực tiếp đi lên thang long môn. Vào giây phút vừa bước lên bậc đầu tiên. Sức nặng vượt qua 50.000 cân trực tiếp nghiền áp đến. Cả người hắn run lên, tiếp tục bước lên bậc thang thứ hai. Áp lực tăng vọt lên 100.000 cân. Một bước. Hai bước, ba bước, sau khi bước lên khoảng 16 bậc thang. Cho dù làm như thế nào cũng không thể bước lên bậc thang thứ 17. Lôi Bằng hoàn toàn nhục chí. Xoay người đi xuống. Đi lên rất khó, đi xuống lại không có một chút áp lực nào cả. Được, mọi người không nhịn được ủng hộ. Đám người Bạch Kiều Sở khinh thường cười, coi như không tồi, có tư cách làm người chăn ngựa của chúng tôi. Đi lên 16 bậc thang mới có tư cách làm một người chăn ngựa sao? Trong lòng mọi người vô cùng tuyệt vọng. Kế tiếp, những người khác đều lần lượt đi lên bậc thang. Có rất nhiều người tu võ tư chất bình thường chỉ kiên trì tới bậc thứ 3, thứ 4, thứ 5. Cả người nứt ra, gân cốt nứt từng khúc. Bọn họ không ngừng kêu thảm thiết, máu tươi chảy ròng ròng. Cuối cùng mọi người đã biết vì sao những bậc thang cấp thấp có màu đen, trên cấp 10 là màu trắng rồi. Đây là do máu tươi của vô số người tu võ đọng lại, hóa thành bậc thang màu đen. Mục Thừa cắn răng đi đến bậc 17. Tống Điệp Y chỉ đến bậc 14. Mục Tuyết Tình rất nghịch thiên, không ngờ lại đi đến bậc thứ 29. Chỉ thiếu một bước nữa thôi là có thể đến bậc 30. Trước mắt Bạch Kiều Sở sáng ngời, tôi tên là Bạch Kiều Sở, cô có bằng lòng gia nhập nhà họ Bạch không? Mục Tuyết Tình này rất được. Dáng người đầy đặn. Đường cong hình chữ S, vô cùng sinh động. Lại còn có thiên phú tu võ không tồi. Nếu có thể thu cô ta làm người phụ nữ của mình, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Mục Tuyết Tình đi xuống, đổ mồ hôi đầm đìa, tái nhợt cười, Bạch công tử, tôi còn không biết các thế lực lớn trong đất tổ phân chia như thế nào, cho nên vẫn để tôi hiểu rõ rồi nói sau. Sắc mặt Bạch Kiều Sở trầm xuống, cô có ý gì, xem thường nhà họ Bạch. Khí tức của võ thần trung kỳ trực tiếp nghiền áp lại. A, sắc mặt Mộc Tuyết Tình trắng bệch, không ngừng lui về phía sau. Khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Cô ta vẫn cắn răng, Bạch công tử, nhiều người đang nhìn đấy. Bạch Kiều Sở quay đầu lại, nhìn thấy vô số ánh mắt trách móc. Hắn hung ác liếc Mộc Tuyết Tình một cái, ha ha, cô giỏi lắm, bản công tử nhớ kỹ cô. Sau khi cô tiến vào đất tổ, bản công tử sẽ có thời gian ôn chuyện với cô. Hắn ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ôn chuyện. Mộc Tuyết Tình cắn môi, yên lặng lùi sang một bên. Tiếp theo là văn nhân Mộc Nguyệt, trực tiếp đi lên bậc 46. Khiến mọi người không ngừng ngạc nhiên kêu lên. Vượt qua bậc 30 là có thể tự do lựa chọn thế lực. Bậc 46 tuyệt đối là cái bánh thơm ngon. Sau khi văn nhân Mộc Nguyệt đi xuống, mấy thế lực đại diện đất tổ trực tiếp đi lên. Cô nương, gia nhập nhà họ Chu chúng tôi đi. Nhà họ Hàn chúng tôi sẽ cho cô đãi ngộ như con cháu dòng chính. Bọn họ ra điều kiện nào, nhà họ cổ tôi cũng có thể ra.
gia nhập với chúng tôi đi. Hơn 10 người không ngừng nói. Bạch Kiều Sở đẩy mọi người ra, đưa ra một điều kiện mê người, cô nương này, gia nhập nhà họ Bạch, trước khi cô tiến vào võ thần hậu kỳ, chúng tôi sẽ chu cấp tất cả tài nguyên võ đạo. Xung quanh lập tức im lặng. Điều kiện này không ai có thể từ chối được. Văn nhân Mộc Nguyệt lạnh lùng nhìn mọi người một cái, tôi tên là Văn nhân Mộc Nguyệt. Văn nhân, đám người đất tổ chấn động. Sau khi nhìn Văn nhân Mộc Nguyệt một cái thật sâu, tất cả đều không quấy rầy nữa. Bạch Kiều Sở kiêng kỵ nhìn qua, là con cháu của gia tộc Văn nhân ở bên ngoài sao? Khó trách có thiên phú nghịch thiên như vậy. Anh Bạch, tôi thấy hay là bỏ đi. Hôm nay có không ít người đẹp đến đây, không thiếu một hai người như vậy. Mấy người trẻ tuổi lắc đầu. Bạch Kiều Sở oán hận nói, nhưng mà so với các cô ấy thì còn kém nhiều lắm. Mộc Tuyết Tình và Văn nhân Mộc Nguyệt đều rất được. Nếu không nắm trong tay được thì rất đáng tiếc. Bỗng nhiên, một người trẻ tuổi đất tổ kích động mở miệng, anh Bạch, bên kia có người đẹp hơn này. Vèo, đám người Bạch Kiều Sở nhìn lại theo ánh mắt người này. Lập tức không thể rời mắt được. Chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi đi tới. Trong nháy mắt đã đưa tới vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Hai chị em này có thể đặt song song ở vị trí thứ nhất bảng nữ thần côn lôn hư. Một người lạnh như băng tuyết, một người hoạt bát lanh lợi. Chiều cao, cân nặng, màu da, ngũ quan của hai người gần như giống nhau như đúc, lại có hai loại tính cách khác hẳn nhau. Không có người đàn ông nào có thể chống cự được. Sau khi nộp 20.000, hai cô gái trực tiếp trèo lên bậc thang. Đậu má. Bạch Kiều Sở co rúm khóe miệng. Đám người tu võ khác cũng ngây ra. Tiêu Dung Phi, 76 bậc. Tiêu Nhã Phi, 70 bậc. Mọi người còn chưa hết khiếp sợ. Bỗng nhiên. Vèo. Một bóng người màu vàng bay nhanh lên thang Long Môn, một đường chạy như điên. Giống như một cơn gió lốc, trực tiếp đứng ở bậc thứ 90. Đậu má. Mẹ nó, đây là muốn nghịch thiên sao? Ai vậy? Tất cả mọi người ở đây đều không nhìn được dùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt. Đám người Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình, Văn nhân Mộc Nguyệt, Hứa Yến như đều choáng váng. Người này là ai? Đây là một người đàn ông da trắng, tóc vàng mắt xanh. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Hắn ta rất trẻ, nhìn qua chỉ khoảng tầm 20 tuổi. Đứng ở bậc thứ 90 của thang Long Môn. Vô số người ngước nhìn. Giống như là một diễn viên trong vùng trời đất này vậy. Sau đó, vèo, ngay cả Hoàng Phủ Nguyên cũng mở mắt ra, trong đôi mắt già nua toàn là vẻ bất ngờ, cậu là ai, tên là gì? Vừa rồi Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi đi đến bậc thứ 70, ông ta còn thờ ơ. Giờ phút này, đối mặt với người đàn ông da trắng này, ông ta lại mở to mắt, có thể thấy được trình độ coi trọng của ông ta. Người đàn ông da trắng kiêu ngạo cười, tiền bối, tôi tên là William. Đến từ điện kỵ sĩ Thánh Long của núi Trung Sơn. 1/3 lãnh thổ ngoài Côn Lôn Hư là phương Tây. Côn Lôn Hư không chỉ có một lối ra. Một lối ra khác là ở bờ biển Âu Châu. Côn Lôn Hư là cách gọi của người Long Quốc, ở phương Tây nó có một cái tên, núi Trung Sơn. Hoàng Phủ Nguyên gật đầu, cậu có đồng ý gia nhập Long Đường không? William mỉm đích gật đầu, tôi đồng ý. Hoàng Phủ Nguyên nói, cậu có thể đi xuống chờ đợi. Nhưng William lại không có ý định đi xuống khỏi thang Long Môn, tiền bối, tôi muốn thử leo lên những bậc thang tiếp theo. Ồ, Hoàng Phủ Nguyên có chút bất ngờ, ý của cậu là. Vẻ mặt William kiêu ngạo, tiền bối, thang Long Môn có một lực lượng thần bí áp chế. Tôi muốn dùng nó để rèn luyện mình. Rèn luyện mình. Đậu má. Ngươi muốn nghịch thiên sao? Mọi người khiếp sợ nhìn bóng dáng của William, chỉ có ngưỡng mộ vô tận. Đám người Mộc Tuyết Tình, Văn nhân Mộc Nguyệt nhìn William một cái thật sâu. Có người nghi hoặc nói, William Điện Hạ và sát thần Diệp Bắc Phong, ai mạnh hơn? Một người đàn ông da trắng khinh thường cười lạnh, Diệp Bắc Phong là rác rưởi gì? William Điện Hạ một lần vào tới bậc thang thứ 90, Diệp Bắc Phong có thể làm được không? Đám người tu võ ở đây lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng đều hiện ra một đáp án, không có khả năng. Sau đó, mọi người tiếp tục trèo lên thang Long Môn. Nửa ngày sau, gần như tất cả những người tu võ dưới 200 tuổi đều đã thử một lần.
ở đây có hơn 100.000 người. Nhưng chỉ có chưa đến 1.000 người thông qua thử thách thang Long Môn. Xác suất rất thấp. Bạch Kiều Sở lớn tiếng kêu lên, được rồi, bây giờ ai có lệnh bài huyền thiết thì giao ra. Sau khi đăng ký tên sẽ có thể theo chúng tôi tiến vào đất tổ. Mọi người vô cùng hưng phấn. Có khoảng hơn 100 người lấy lệnh bài huyền thiết ra nộp lên. Cũng gần được rồi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, lấy mặt nạ ra người ra. Chậm rãi đeo lên. Đám người nhà họ Kim nhìn thấy một màn này, hoàn toàn choáng váng, ngài. Ngài chính là sát thần đại nhân. Sau khi tất cả mọi người ở đây đều nộp lệnh bài huyền thiết lên. Bỗng nhiên, Bạch Kiều Sở ngăn cản 18 người trong đó, lệnh bài huyền thiết của mấy người đều trở thành phế thải. Lệnh bài huyền thiết của 18 thế lực này là mua từ trong tay Diệp Bắc Minh. Lão già nhà họ Hứa nhíu mày, Bạch công tử, lệnh bài huyền thiết của chúng tôi đều không có vấn đề, vì sao lại trở thành phế thải? Phải dùng mấy trăm ngàn đồng để mua. Nói trở thành phế thải liền trở thành phế thải, trong lòng mọi người đều nhỏ máu. Đột nhiên, bốp, Bạch Kiều Sở nâng tay lên tát một cái lên mặt lão già nhà họ Hứa. Đối phương là võ thần trung kỳ, lão già nhà họ Hứa căn bản không kịp phản ứng. Trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất như chó chết, phun ra một ngụm máu đen. Hứa Yến như kêu thảm một tiếng, ông nội. Cô ta tiến lên đỡ lão già dậy, anh. Sao anh có thể tùy tiện đánh người như thế? Bạch Kiều Sở trêu tức nở nụ cười, ha ha ha, tùy tiện đánh người. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, trong đất tổ cũng như thế. Nếu không tin thì cô hỏi Hoàng Phủ tiền bối đi. Mọi người đều nhìn về phía cuối thang Long Môn. Hoàng Phủ Nguyên khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại. Căn bản mặc kệ chuyện đã xảy ra. Sắc mặt mọi người trắng bệch. Điều duy nhất đã thay đổi là không biết khi nào William đã đứng ở bậc thứ 91 của thang Long Môn. Bạch Kiều Sở nghiền ngẫm nhìn Hứa Yến Như, bản công tử cho cô một cơ hội, theo tôi trở về đất tổ, tôi sẽ tha cho ông nội cô một mạng. Nếu không chỉ bằng việc lão già này vừa nãy dám tranh luận với tôi đã phải chết rồi. Hứa Yến Như là người đứng thứ tư bảng nữ thần Côn Lôn Hư. Vô cùng xinh đẹp. Tuyệt đối là mỹ nữ cực phẩm. Không chiếm được Mộc Tuyết Tình và văn nhân Mộc Nguyệt, bắt Hứa Yến Như vào trong tay cũng được. Khuôn mặt già nua của ông nội Hứa Yến Như trắng bệch, miễn cưỡng cười một tiếng, Bạch công tử, chúng tôi biết sai lầm rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức rời đi, về sau không bao giờ đến thang Long Môn nữa. Nói xong, ông ta liền bảo Hứa Yến Như nâng mình rời đi. Mấy người trẻ tuổi bên cạnh Bạch Kiều Sở nở nụ cười, anh Bạch, hình như ông ta coi lời anh nói thành gió bên tai rồi. Ha ha ha, anh Bạch, lão già kia không coi anh ra gì rồi. Anh nhìn đi, bọn họ chẳng những không muốn ở lại mà còn muốn đi. Mấy tên bạn cùng lứa tuổi nở nụ cười. Trong lòng Bạch Kiều Sở vô cùng tức giận. Hắn đã bị chọc giận. Vèo. Bóng người Bạch Kiều Sở như ma quỷ, trực tiếp ngăn cản ở trước mặt hai ông cháu, lão già này, tôi đã cho ông đi chưa? Hả? Hắn vô cùng kiêu ngạo hét to một tiếng, tôi đã cho ông đi chưa? Mẹ nhà ông? Tôi không mở miệng, ai cho ông đi? Hắn nâng tay lên chộp tới đầu lão già. Ông nội! Hứa Yến như nhắm mắt lại, che ở trước người lão già. Lão già quát to một tiếng, cháu gái, mau tránh ra. Lúc mọi người ở đây đều nghĩ hai ông cháu sẽ bị giết ngay tại chỗ. Đột nhiên, một tiếng răng rắc giòn vang. Một bóng người đứng chắn ở trước mặt hai ông cháu, bắt lấy cổ tay Bạch Kiều Sở. Đây là... giờ phút này. Thế giới giống như an tĩnh lại. Đám người trong sơn cốc nhìn về phía người đứng ở trước mặt Bạch Kiều Sở, cả người không ngừng run rẩy. Sát thần, Diệp Bắc Phong. Trời! Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người kia. Lôi Bằng là người đầu tiên kêu ra tiếng, anh sát thần, là anh sát thần. Hắn điên cuồng vẫy tay, anh sát thần, tôi là thần tượng của anh. À không đúng, anh là thần tượng của tôi. Anh ta đã đến đây. Mục Thừa sợ hãi cúi đầu. Trong đôi mắt đẹp của Mộc Tuyết Tình toàn là vẻ ngạc nhiên vui mừng. Văn nhân Mộc Nguyệt nhướng mày, cô ta đã liên hệ với gia tộc văn nhân ở đất tổ rồi. Sát thần, có chút không đủ nhìn. Tiêu Nhã Phi vui vẻ nắm lấy cánh tay Tiêu Dung Phi, chị, anh ấy chính là người đã cứu chị. Tiêu Dung Phi sững sờ tại chỗ, theo bản năng gật đầu, sao anh ấy lại đến đây?
Đúng rồi, sao anh ấy lại không thể tới? Hả? Hứa Yến Như mở to mắt nhìn bóng dáng của Diệp Bắc Minh. Được cô ta ghi nhớ rất kỹ trong đầu. Cả đời không thể xóa nhòa. Giờ phút này, ngay cả William đứng ở bậc 91 thang Long Môn cũng nhạt nhòa hẳn đi. Đồng tử hắn ta co rút lại, sát thần Diệp Bắc Phong. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Bạch Kiều Sở, đất tổ cũng không có quy củ người mua lệnh bài huyền thiết không thể vào đất tổ. Anh có thể mặc kệ chuyện này. Nhưng lệnh bài huyền thiết là do anh bán ra. Vậy không thể không quản. Bạch Kiều Sở kinh hãi muốn chết nhìn Diệp Bắc Minh, giống như là bị nhục nhã cực lớn, anh chính là sát thần kia. Anh có biết bản công tử là ai không? Bản công tử ra lệnh cho anh bây giờ hãy buông tay bản công tử ra. Sau đó, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Bạch Kiều Sở không ngừng rít gào, khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác vô cùng đáng sợ, bản công tử còn có thể nói cho anh một câu, anh dám nói quy củ với tôi. Quy củ của tôi chính là quy củ. Ánh mắt Diệp Bắc Minh vô cùng lạnh nhạt, thản nhiên phun ra một chữ, ồ. Anh có thái độ gì thế kia? Bạch Kiều Sở sắp điên rồi. Hắn giống như một con chó sủa trong một vở hài kịch, nói nhiều như vậy. Đối phương lại chỉ trả lời một chữ ồ thản nhiên. Giờ phút này, Bạch Kiều Sở sắp sụp đổ, rít gào nói, buông ông đây ra. Diệp Bắc Minh tung ra một quyền, Bạch Kiều Sở còn không có cả cơ hội phản ứng. Cả đầu trực tiếp nổ tung. Thân thể ngã thẳng xuống. Này! Xung quanh tĩnh mịch. Bạch Kiều Sở lại chết như vậy ư? Ông trời ơi! Sát thần chính là sát thần. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại. Diệp Bắc Minh đã tiện tay lấy ra hai viên đan dược cấp thiên đưa cho Hứa Yến Như, hai viên đan dược này có thể cứu ông nội cô. Sau đó anh xoay người đi từng bước đến trước thang Long Môn. Người đàn ông trung niên canh giữ ở cổng thang Long Môn mở miệng theo bản năng, người trẻ tuổi, nếu cậu muốn leo lên thang Long Môn, trước hết phải nộp 10.000 đồng. Leo lên thang Long Môn. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, tôi cóc thèm đi. Nếu không có quy củ, cá lớn nuốt cá bé. Thực lực là vua. Vậy là dễ làm rồi. Anh nâng tay lên lấy kiếm đoạn long ra. Chém một cái về phía thang Long Môn. Một kiếm, chém rồng. Thang Long Môn tồn tại mấy ngàn năm ầm ầm nổ tung, bụi mù đầy trời. Trước ánh mắt của hơn 100.000 người, sụp đổ. Thang Long Môn tồn tại mấy ngàn năm sụp đổ, vỡ thành vô số miếng. Bụi mù đầy trời, đá vụn rơi xuống đầy đất. William đứng trên thang Long Môn bị đánh bay đi ra ngoài, suýt nữa thì bị đánh chết. Một kiếm này, cũng không phải nhằm vào hắn ta, nhưng dư uy gần như đã đánh hắn ta trọng thương. Có thể tưởng tượng được uy lực của một kiếm này khủng bố như thế nào. Tiêu Nhã Phi khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chị, ân nhân cứu mạng chị mạnh như vậy sao? Thang Long Môn, bị anh ấy dùng một kiếm chém nát. Điều này sao có thể? Tiêu Dung Phi cũng cứng ngắc đứng tại chỗ. Đúng vậy. Điều này sao có thể? Trong sơn cốc cực kỳ im lặng. Mọi người nhìn chằm chằm thang Long Môn bị phá hủy, căn bản không thể che giấu được tâm trạng rung động. Cậu! Vẻ mặt Hoàng Phủ Nguyên khiếp sợ. Ở cuối thang Long Môn, vị trí mà Hoàng Phủ Nguyên vừa ngồi có một vệt kiếm dài nửa mét, sâu mấy chục mét, nhìn mà ghê người. Nếu ông ta phản ứng chậm một chút, chỉ sợ sẽ bị kiếm khí kia trực tiếp chém giết. Thang Long Môn bị hủy. Sớm hay muộn thì kết giới đất tổ sẽ hỏng mất. Đến lúc đó người bên ngoài muốn tiến vào đất tổ sẽ không còn gì có thể ngăn cản được. Hoàng Phủ Nguyên trầm giọng quát, tên kia, cậu có biết mình vừa làm cái gì không? Thang Long Môn này là để cho người ta leo lên, không phải để cho cậu hủy diệt. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, ông đang nghi ngờ tôi sao? Vèo! Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên mặt Diệp Bắc Minh. Mọi người hoàn toàn ngây ra. Sao Diệp Bắc Minh dám nói chuyện với Hoàng Phủ Nguyên như vậy? Giọng nói lạnh như băng của Hoàng Phủ Nguyên truyền đến, tên nhóc, cậu có thái độ gì thế kia? Cậu phá hủy thang Long Môn, phạm tội lớn ngập trời. Bây giờ lập tức quỳ xuống nhận tội, tự phế võ công. Quỳ xuống. Ông ta hét to một tiếng, chờ đợi đất tổ thẩm lý và phán quyết, nói không chừng còn có thể giữ được mạng sống. Uy áp khủng bố đánh úp lại. Rất nhiều người tu võ trong sơn cốc đều bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Diệp Bắc Minh lười để ý đến Hoàng Phủ Nguyên, bay thẳng vào trong đất tổ.
Diệp Bắc Minh có thái độ như vậy khiến Hoàng Phủ Nguyên thở hổn hển, hay lắm tên nhóc, cậu quả thực là tìm cái chết. Bài học đầu tiên khi tiến vào đất tổ, không phải bất kỳ kẻ nào cậu cũng có thể trêu chọc. Sát ý ngập trời ngưng tụ, tập trung lên người Diệp Bắc Minh. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền đến, người này đã sắp vượt qua võ thần, tiến vào cảnh giới tiên thiên. Diệp Bắc Minh trầm giọng nói, nếu ông ta dám ra tay, hãy cho tôi toàn lực bùng nổ để giết ông ta. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phun ra mấy chữ, không thành vấn đề. Bỗng nhiên, giọng nói một người phụ nữ truyền đến, khoan đã. Mọi người đều nhìn theo hướng giọng nói đó. Một người phụ nữ mặc váy đỏ đi ra từ trong đất tổ, cô ta cong khóe miệng lên nở nụ cười gợi cảm quyến rũ, Hoàng Phủ tiền bối, người này, gia tộc văn nhân chúng tôi bảo vệ. Lúc Hoàng Phủ Nguyên nhìn thấy cô ta, con người run lên một chút, người này phá hủy Thang Long Môn, phải giao cho Long Đường xử lý. Vẻ mặt người phụ nữ mặc váy đỏ vô cùng kiêu ngạo, gia tộc văn nhân sẽ giải quyết với Long Đường, chuyện này không có liên quan gì đến ông. Cô, loại thái độ này làm cho Hoàng Phủ Nguyên vô cùng giận dữ. Người phụ nữ mặc váy đỏ hỏi lại, sao nào? Hừ, Hoàng Phủ Nguyên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Ông ta không thèm nói gì nữa. Người phụ nữ mặc váy đỏ nhìn về phía Diệp Bắc Minh, vào đất tổ với tôi trước đã. Diệp Bắc Minh suy tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo, người phụ nữ mặc váy đỏ lớn tiếng nói, văn nhân Mộc Nguyệt có ở đây không? Văn nhân Mộc Nguyệt đi ra từ trong đám người, tôi ở trong này. Người phụ nữ mặc váy đỏ đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, đi thôi. Cô ta chuẩn bị rời khỏi sơn cốc, dẫn hai người tiến vào đất tổ. Đột nhiên, giọng nói của Diệp Bắc Minh truyền đến, từ từ. Người phụ nữ mặc váy đỏ dừng lại, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, làm sao vậy? Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời, trước khi đi, tôi muốn giết một người. Giết một người? Người phụ nữ mặc váy đỏ sửng sốt, theo bản năng hỏi, giết ai? Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay nói cho người phụ nữ mặc váy đỏ đáp án. Vèo! Kiếm Đoạn Long lao về hướng Hoàng Phủ Nguyên sát đi. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến khuôn mặt già nua của Hoàng Phủ Nguyên biến sắc, ông ta bị kiếm khí của Diệp Bắc Minh làm cho lui bình bịch về phía sau vài bước. Ông ta giẫm mạnh chân một cái để ổn định cơ thể, kinh ngạc hét to, hay lắm tên nhóc kia, mẹ nó cậu đúng là ngông cuồng không có giới hạn. Lão Phu không truy cứu trách nhiệm của cậu, cậu còn dám ra tay với Lão Phu động thủ. Hoàng Phủ Nguyên tức giận rít gào. Đám người tu võ bên trong sơn cốc đều bị dọa choáng váng. Lôi Bằng sợ run. Đám người Mục Thừa Tống Điệp Y cũng lạnh run người. Mục Tuyết Tình kinh ngạc há to cái miệng nhỏ nhắn. Hai chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi nghẹn họng nhìn chân chối, tên này, anh ấy. Làm sao anh ấy dám? Quá bất ngờ. Mẹ nó đúng là quá bất ngờ. Mọi người có nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp Bắc Minh lại có dũng khí lớn như vậy. Dám ra tay với Hoàng Phủ Nguyên. Là ai cho anh dũng khí? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, vừa rồi Hoàng Phủ Nguyên đã để lộ ra sát ý cực lớn với anh. Nếu hôm nay không giết người này, về sau gặp lại Hoàng Phủ Nguyên, 100% đối phương sẽ tiếp tục ra tay giết anh. Một khi đã như vậy, còn có cái gì phải nghĩ nữa? Cứ trực tiếp giết để giải trừ hậu hoạn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hoàn toàn bộc phát lực lượng ra. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra huyết khí ngập trời. Một con rồng đỏ như máu lao ra nuốt chửng Hoàng Phủ Nguyên. Tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc. Tất cả mọi người còn chưa thấy rõ có chuyện gì xảy ra, Hoàng Phủ Nguyên đã nổ tung ầm, một tiếng, hóa thành một bãi máu. Hấp thu. Tất cả máu tươi lập tức chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Biến mất. Bên trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian cũng như dừng lại. Giọng nói của Long Đế truyền đến, ha 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 ha, huyết khí của võ giả cảnh giới tiên thiên đúng là bổ dưỡng. Nếu tôi nuốt được 100 võ giả cảnh giới tiên thiên như vậy, có lẽ sẽ có thể sống lại. Diệp Bắc Minh nhìn về phía người phụ nữ mặc váy đỏ, chúng ta có thể đi rồi. Đồng tử người phụ nữ mặc váy đỏ co rút lại một chút, vì sao lại giết ông ta? Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời, tôi giết ông ta cần phải có lý do sao? Cậu! Người phụ nữ mặc váy đỏ sửng sốt, nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu mới dẫn anh tiến vào bên trong đất tổ. Đợi đến khi ba người Diệp Bắc Minh,
văn nhân Mộc Nguyệt, người phụ nữ mặc váy đỏ biến mất. Trời! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.